our campuses, and we have currently 235 students on this campus. Being myself from Switzerland, I'm very proud of how my country has managed this crisis. Switzerland has accomplished to be ranked as the safest country in the world in terms of COVID-19 infection. Join me on the tour of our beautiful facilities and allow me to show you what Swiss Education Group implemented to guarantee the safety and well-being of our students and staff. We've been proactive since the beginning of the pandemic. We've been in touch with the health authorities and they came to visit us and we were very pleased with all the measures since the beginning we are taking. All the students, before they go to class, they have to have their temperature checked. They receive a little piece of paper with their temperature on it that they have to show to the teacher before they go to class. I came to Marshall, that's why I did show the teacher days before they go to class from my room. Food were delivered to me and my mom. It was actually quite good to receive these visits and now we know what everyone is safe from my room. Negative tests were delivered to me and my mom. It was actually quite good. We also record all the classes so that the students who are not feeling well or couldn't come to travel to Switzerland can still watch the recordings. So we do that in all the classes and even for the culinary students, we have cameras inside the kitchens for the students to follow. We are always washing our hands and keeping a safe and clean environment. By that means, we all can be in the kitchen learning together, but safely. So we are asking our students to take some safety measures by checking temperature, wearing masks, and also inside the restaurant we have some social distancing between the seats, so like this they can still experience a very good gastronomic moment. Concerning our housekeeping department, we put the emphasis of the disinfection of all the public areas and the rooms. So because of these safety standards, it doesn't mean that we're just staying in our rooms and cooped up. I still go to the gym, I still come and visit the lake, but of course practice the safety precautions. I'm keeping a 1.5 meter distance and I'm wearing my mask. It makes the people around me feel safe and it makes me feel safe as well. Our students have a unique opportunity to get a complete on-campus study experience and also enjoy everything Switzerland has to offer in terms of cultural and sport activities. Thank you.
Hello, hello. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mừng mọi người đến cái sự kiện thứ 12, series thứ 12, tức là series thứ 12 của năm 2021. Chúng ta thấy trên màn hình hiện giờ, chúng ta có cái khung của chương trình chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, anh xin thay mặt cho đại diện của Học viện Tập đoàn SEG, Swiss Education Group, viết tắt của chữ Swiss Education Group, Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ. Rất là cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian để tham gia sự kiện chiều ngày hôm nay. Hiện giờ thì trên màn hình chúng ta thấy cái khung sự kiện, đó là những gì chúng ta sẽ trải qua chiều ngày hôm nay. Trong khoảng 5 phút nữa thì chúng ta sẽ có sự chia sẻ của chị Tracy, chị Yến, tên tiếng Việt là chị Yến. Chị Yến là cựu sinh viên của Học viện SHMS, một trong những học viện thuộc tập đoàn SEG. Và hiện giờ chị Yến là đại diện của tập đoàn SEG tại Việt Nam. Và chiều ngày hôm nay thì chị Yến sẽ chia sẻ với lại tất cả mọi người thông tin cơ bản của các học viện thuộc tập đoàn này, cũng như là những suất học bổng dành cho sinh viên Việt Nam đối với các bạn quan tâm đến việc du học ở Thụy Sĩ, chuyên ngành khách sạn, du lịch, sự kiện, hay còn gọi chung là ngành hospitality, ngành dịch vụ. Ngay sau phần chia sẻ của chị Yến thì chúng ta sẽ chia làm hai nhóm. Chúng ta sẽ có 10 bạn sẽ có cái lịch phỏng vấn chiều ngày hôm nay với thầy Tarek. Thầy Tarek cũng sẽ tham gia với chúng ta từ đầu. Và thầy Tarek sẽ phỏng vấn 10 bạn bắt đầu từ 16 giờ 5 phút ở một cái phòng riêng. Chúng ta ở đây là phòng gọi là phòng chính, là main room. Và 10 bạn này thì anh không biết là các bạn đã có mặt ở trên này chưa, nhưng mà các bạn chắc chắn là đã có cái khung giờ của mình được thông báo. Vì vậy thì nếu như mình kiểm tra đúng khung giờ đó thì tư vấn viên của G-Connect sẽ mời bạn vào phòng để phỏng vấn với thầy. Các bạn cũng đã gửi CV, tức là gửi cái hồ sơ cá nhân cho thầy, và cũng đã chuẩn bị. Anh chúc các bạn sẽ đạt được cái nguyện vọng của mình, cũng như là có cái buổi phỏng vấn thành công. Song song với thời gian đó thì chúng ta có một cái phần chia sẻ rất là đặc biệt khác của anh Nguyễn Trí Hiếu. Anh Hiếu là cựu sinh viên luôn của một học viện thuộc tập đoàn SEG. Và anh Hiếu sẽ chia sẻ một cái phần rất là, theo anh rất là thú vị, cũng như rất là cần thiết cho các bạn, đó là mình làm sao để cải thiện cái CV, tức là cái hồ sơ của mình đặc thù trong ngành này. Nó có những cái điểm, có những cái tip, tức là những cái điểm mà các bạn sẽ muốn biết, sẽ phải lưu ý khi mà mình làm một cái hồ sơ cá nhân để đi xin việc riêng cho cái ngành khách sạn du lịch này. Nó sẽ có một số điểm khác biệt so với lại một cái chuẩn CV chung mà các bạn có thể tìm ở trên Google, tìm ở trên mạng. Thì đây là chia sẻ của một cựu sinh viên đã có rất là nhiều cái hoạt động trong các cái cộng đồng cựu sinh viên, các cộng đồng người hoạt động trong ngành. Và những cái thông tin này nó cực kỳ là hữu dụng đối với các bạn, dù các bạn đang còn chuẩn bị cho cái việc học tập của mình, hoặc là các bạn đã học xong rồi, các bạn đang chuẩn bị hồ sơ để đi xin việc làm, hoặc là cập nhật cái hồ sơ của mình, thì anh nghĩ nó đều có những cái giá trị để mình có thể tham gia cái phần này, cũng như là giao lưu với lại cựu sinh viên là chị Yến và anh Hiếu, đồng thời trả lời những câu hỏi mà các bạn có. Một số câu hỏi thì các bạn cũng đã gửi trước, thì đến cái phần câu hỏi đó anh sẽ đọc câu hỏi và trả lời. Tuy nhiên các bạn vẫn có thể đặt câu hỏi trực tiếp ở tại trong cái phòng họp của chúng ta ngày hôm nay bằng cách là bấm vào ô chat ở dưới thanh công cụ cuối màn hình. Các bạn sẽ thấy cái phần chat, và cái phần chat này nó sẽ cho phép các bạn đặt câu hỏi trực tiếp với lại tư vấn viên của G-Connect, với lại thầy Tarek, hoặc là với lại chị Yến, trong cái một tiếng mà chị Yến sắp chia sẻ tới đây. Và bây giờ anh sẽ chuyển quyền qua cho chị Tracy. Hello Tracy.
Hello, xin chào. Hello em. Nghe. Okay. Anh nghe em nói rõ không Thanh? Anh nghe rõ và anh nghĩ là các bạn, nếu các bạn nghe không rõ thì các bạn đánh vào trong cái ô chat này để xem bên đội ngũ kỹ thuật họ có thể hỗ trợ được gì không. Anh cũng lặp lại là cái phần đặt câu hỏi thì mình chỉ có thể đặt vào ô chat thôi nha. Mình không nói được, tại vì nếu mà tất cả anh đều mở micro thì nó sẽ làm nhiễu cái cuộc chia sẻ của chúng ta. Anh mời Yến. Dạ rồi thì xin chào các bạn ha. Đến trước khi đến với cái phần chia sẻ của Yến ha, thì Yến cũng xin thay mặt tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ tại thị trường Việt Nam gửi lời cảm ơn đến SheConnect là bên đại diện của tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ đã hỗ trợ, đã đồng hành với SDG trong một khoảng thời gian rất là dài, và rất là vui hôm nay SheConnect thường xuyên tổ chức những cái hoạt động rất là bổ ích cho sinh viên, không chỉ là hy vọng là với cái buổi hội thảo ngày hôm nay, Yến và anh Hiếu cũng như tất cả các anh chị tư vấn viên của SheConnect sẽ cung cấp cho các bạn không chỉ là những cái thông tin về trường học ha, về học bổng, mà còn có thể định hướng giúp cho các bạn, nhất là những bạn trẻ nha, những bạn mà còn đang học cấp 3 nè, mình chưa định hướng được là mình không biết mình có nên theo cái ngành chuyên ngành hospitality này hay không, thì tất cả các anh chị ở đây rất là sẵn sàng để mà hỗ trợ các bạn ha. Và bây giờ anh Thanh ơi, bây giờ em share luôn hay là mình có cần mời anh Tarek say hello với everyone? Say hello. Hi Tarek, you want to say hi? Yes, hi everybody. Hi. It's nice to be here. Thanks for joining us today, and I'm also looking forward later on to meeting a few of great students online. So thanks for having me. Wonderful. Thank you for joining us indeed. So yeah, good luck to you and to the 10 students. Cheers. Indeed. Thank you. Okay. So bây giờ em sẽ share cái slide nha. Anh Thanh thấy slide của em không ạ? Rồi, anh thấy rồi. Anh thấy slide của em. Có thể nói rằng là đã tham dự rất là nhiều cái buổi hội thảo, nhưng mà hôm qua đã hôm qua Yến đã dành rất là nhiều thời gian để mà làm lại cái slide ha, không phải làm lại mà tổng hợp những cái hay, những cái mà điểm mà rất tự hào để mà chia sẻ cho các bạn sinh viên, mà những bạn mà đã quan tâm ha, đang muốn hiểu thêm về tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ, về 4 trường. Cho nên cái slide hôm nay nó khá dài, nó tới hơn 100 slide, nhưng các bạn yên tâm rằng là hôm nay Yến sẽ, chị sẽ nói ít lại thôi, chị sẽ show cho các bạn hình ảnh nhiều hơn, thì các bạn sẽ đỡ buồn ngủ ha, vì bây giờ mình cũng tham dự hội thảo vào giờ giấc trưa đó, cho nên là rồi bây giờ trước khi mình vào trường về tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ ha, thì ở đây chị tin chắc rằng là rất là tất cả các bạn hầu như đều yêu mến Thụy Sĩ, mặc dù có thể là chưa có bạn nào đã có cơ hội được qua Thụy Sĩ, có thể chỉ nhìn Thụy Sĩ ở trên TV thôi, nhưng mà có rất là nhiều lý do mà tất cả các sinh viên, không chỉ là sinh viên Việt Nam mà thậm chí các sinh viên quốc tế cũng chọn Thụy Sĩ làm cái điểm đến du học để giúp cho mình có cái tương lai tốt hơn. Thì đây là 5 điểm nổi bật mà trường mà SEG đã pick up ra để mà chia sẻ cho các bạn, thì chị cũng sẽ đi nhanh qua cái phần Thụy Sĩ này để một lát mình sẽ có nhiều thời gian nói về các trường của SDG hơn. Thì Thụy Sĩ ha, dẫn đầu các bạn thấy ở đây về kinh tế, Thụy Sĩ rất là mạnh ha, đứng đầu là về dịch vụ, cho nên ngành hospitality được xem là một ngành dịch vụ. Thì khi các bạn có đam mê với cái ngành hospitality, các bạn chọn Thụy Sĩ, đó là một cái điều, một cái sự lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Chỉ có điều là Thụy Sĩ thì cái mức sống của nó hơi cao, cho nên nhiều khi có nhiều bạn rất là e ngại, rất là muốn đi du học Thụy Sĩ nhưng mà sợ cái chi phí mình không có thể cover, thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Vì trong cái giai đoạn Covid này, SEG có rất là nhiều suất học bổng hấp dẫn dành cho các bạn, cho nên cái giấc mơ Thụy Sĩ của các bạn hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện được. Nếu mà so với cách đây 10 năm ha, so với cái thời gian mà Yến đi du học Thụy Sĩ, thì cái việc mà xin học bổng nó rất là khó và thậm chí nó không có. Còn bây giờ thì Yến thấy rằng các trường ở bên Thụy Sĩ họ cũng đã có rất là nhiều cái học bổng cho các bạn sinh viên. Về kinh tế ha, thì Thụy Sĩ mình sẽ mạnh về mảng dịch vụ nè, mảng tài chính, cho nên cũng thu hút rất là nhiều bạn qua học về tài chính, học về business. Và khi nhắc đến Thụy Sĩ thì mình sẽ thấy rằng là ở Thụy Sĩ là nơi mà tụ hội rất là nhiều những cái thương hiệu rất là nổi tiếng, đẳng cấp trên thế giới, đặc biệt là những thương hiệu về đồng hồ. Rồi Thụy Sĩ thì trong suốt 10 năm liên tiếp ha, cũng được xem là một trong những quốc gia sáng tạo nhất thế giới. Ngoài ra
Ngoài ra ha, nói về chất lượng sống của Thụy Sĩ thì mình không bàn cãi gì rồi ha. Thụy Sĩ hầu như tất cả những gì mà gọi là hòa bình nhất nè, yên bình, xinh đẹp, giàu có thì hầu như tất cả Thụy Sĩ đều nằm trong top 10 trên thế giới ha. Về cơ sở y tế, cơ sở hạ tầng và một đất nước rất là an toàn. Cái khoảng thời gian mà Yến đi du học Thụy Sĩ đó thì đi thực tập về rất là khuya, thậm chí 12 giờ đêm mới về, nhưng mà trên đường đi 12 giờ đêm nhưng mà mình cảm thấy rất là an toàn, mình không có cảm thấy sợ hãi như là ở Việt Nam mình là đến 10 giờ là mình phải lo về nhà rồi. Đó thì các bạn khi đi học Thụy Sĩ các bạn cũng hoàn toàn yên tâm đến cái môi trường an toàn ở bên Thụy Sĩ ha. Rồi và nơi đây cũng là nơi mà thu hút rất là nhiều các tổ chức quốc tế, họ đặt trụ sở tại Thụy Sĩ, cho nên khi các bạn có cơ hội được học tập ở Thụy Sĩ nè thì các bạn sẽ có cơ hội được đến để mà check in, để mà đến để tham khảo, để mà tìm hiểu thông tin về những cái địa điểm nổi tiếng trên thế giới. Vì ở đây là cái sơ đồ của Thụy Sĩ, các bạn thấy Thụy Sĩ rất là nhỏ ha, Thụy Sĩ nằm ở trung tâm châu Âu và cái việc mà đi lại giữa các nước châu Âu là hoàn toàn rất là đơn giản đối với các bạn sinh viên, đặc biệt là những sinh viên khi đi du học Thụy Sĩ. Một cái lợi ích của các bạn sinh viên du học Thụy Sĩ đó chính là các bạn ấy được trải nghiệm rất là nhiều bằng chính cái tại sao nói trải nghiệm rất là nhiều từ vì xin lỗi nha, hôm nay cái bị khàn tiếng rồi. Ok, lần đầu tiên bị tai nạn nghề nghiệp. Thanh ơi, lần đầu tiên bị tai nạn nghề nghiệp. Sao em? Đừng có bị Covid là được rồi, sao đâu? Chắc thời tiết, em không biết thời tiết đang bị... thì Thụy Sĩ này, như các bạn thấy, nếu cái trong cái khoảng thời gian mà Yến học ở Thụy Sĩ thì cái việc mà đi qua Pháp, nè, qua Đức hay qua Ý rất là đơn giản, không có khó khăn. Các bạn chỉ cần đặt vé tầm khoảng 20 phân, các bạn có thể lên xe lửa và các bạn đi đến Paris vào cuối tuần. Cho nên là và một cái điều quan trọng đó là khi các bạn học Thụy Sĩ thì các bạn sẽ được đi thực tập, đúng không? Và cái mức lương thực tập ở Thụy Sĩ nó rất là cao, và cũng chính nhờ cái mức lương cao như vậy giúp cho các bạn sinh viên mình có thể tự trang trải ha, mình có thể tự lo cái cuộc sống sinh hoạt của mình, đồng thời mình có tiền nè để mà mình có thể đi du lịch các nước xung quanh mà mình không cần phải xin tiền ba mẹ. Thì đó là cái điểm nổi trội mà các bạn du học sinh Thụy Sĩ hầu như bạn nào cũng đi cũng phải ít nhất là 5 nước châu Âu trước khi các bạn ấy quay về Việt Nam. Và cái điều quan trọng nữa là khi các bạn nhớ giúp Yến, khi mình đi du học Thụy Sĩ thì không phải là mình chỉ học để mình lấy bằng cấp thôi, cái quan trọng đó là mình có những cái trải nghiệm. Cho nên nếu các bạn đã có cơ hội được đến nước Thụy Sĩ để mà học tập thì các bạn hãy trải nghiệm thật là nhiều và hãy tạo cho mình thật là nhiều cái mối quan hệ nhé. Rồi bây giờ mình cái đó là những gì về Thụy Sĩ ha. Mình nói về cái ngành hospitality thì không biết ở đây có một số bạn, thì chị nhìn trong danh sách những bạn phỏng vấn thì có rất là nhiều bạn đang theo học cái ngành hospitality, nhưng cũng có một số bạn thì có thể là đang tìm hiểu cũng chưa biết là hospitality là ngành gì. Và ở Việt Nam mình thì cứ có cái khái niệm mà học cái các trường đại học thì thường gọi cái tên của cái môn học này là quản trị du lịch và khách sạn. Chính vì vậy mà gây hiểu lầm cho nhiều phụ huynh và sinh viên. Nhiều khi cứ nghĩ, các bạn học sinh cứ nghĩ ra học cái ngành quản trị du lịch khách sạn thì chỉ là ra làm việc trong nhà hàng, trong khách sạn mà thôi. Nhưng thực tế là chính xác cái ngành hospitality là cái ngành quản trị dịch vụ nha các bạn. Mà quản trị dịch vụ thì nó rất là rộng, và cái ngành hospitality thì nó được xem là một trong những ngành năng động nhất thế giới ha. Các bạn thấy ở đây, những cái chỉ số ở đây cho thấy đây là một cái ngành gọi là mang lại hàng tỷ đô la cho một nền công nghiệp của một quốc gia. Cho nên các bạn đừng lo lắng là không biết mình theo cái ngành này, thì nhất là trong cái giai đoạn Covid nè thì ngành hospitality bị ảnh hưởng rất nhiều, thì không biết mình có tìm được việc hay không. Thì cái slide này sẽ cho các bạn hoàn toàn yên tâm về một cái bức tranh ha. Chị sẽ nói sơ qua cho các bạn cái bức tranh cái ngành hospitality industry ngay tại Việt Nam của mình như thế nào. Thì ở đây là những con số ha. Chị sẽ giải thích những con số này cho các bạn ha, để các bạn sẽ thấy rằng là một bức tranh hospitality rất rất là lạc quan ở nước mình ha. Cái con số 30 và 130 đó chính là cái chỉ tiêu, cái mục tiêu KPI mà của chính phủ chúng ta đặt ra, đó là trong năm 2025 ha, mình sẽ phải thu hút khoảng 32 triệu lượt khách quốc tế và 130 triệu lượt khách nội địa nha. Và đó là cái KPI của chính phủ đặt ra. Nhưng 4 triệu là con số gì? 4 triệu đó là cái con số mà hiện tại cái nguồn lao động đang làm việc trong cái ngành du lịch khách sạn thì nó chỉ có tầm khoảng hơn 4 triệu mà thôi. Và cái nguồn nhân lực mà đảm bảo được
được đào tạo nè, bài bản nè, để mà đủ đáp ứng được cái nhu cầu cũng như là đáp ứng được cái tiêu chuẩn dịch vụ, thì nó chỉ chiếm mới có 37.5%. Thì các bạn thấy rằng là cái chuyên môn tay nghề của nguồn nhân lực trong ngành du lịch của nước Việt Nam mình là khá thấp so với những nước Đông Nam Á khác ha. Và để mà có thể đáp ứng được, phục vụ được cái lượng khách theo cái KPI, theo cái mục tiêu mà chính phủ đề ra năm 2025, thì ngay từ bây giờ hàng năm thị trường mình rất cần khoảng 40.000 lao động mới tham gia vào cái ngành hospitality hay cái ngành tourism ở Việt Nam. Là 40.000 nha các bạn, mỗi năm mình phải có thêm 40.000 lao động. Nhưng số 15.000 này có nghĩa là gì? Số 15.000 này là cái con số mà các trường đại học ha đào tạo ra các bạn học chuyên ngành du lịch thì chỉ có được khoảng 15.000 mà thôi. Thì các bạn thấy rằng là mình đang cái ngành hospitality, cái ngành tourism đang rất là khác nhân lực, không chỉ ở riêng Việt Nam, ở bất kỳ quốc gia nào cái ngành này cũng là cái ngành cực kỳ khác nhân lực, đặc biệt là đối với những cái vị trí cấp quản lý ha. Thì các bạn thấy hầu như những khách sạn 5 sao GM toàn là những GM hầu như là mình phải tuyển ở bên nước ngoài về để mà làm ở giữ các vị trí GM, các vị trí trưởng bộ phận, từng bộ phận của khách sạn. Cho nên đó là cái cơ hội mà cho những bạn trẻ nè, những bạn hôm nay tham dự cái buổi hội thảo này, và những bạn nếu mà các bạn có cơ hội được đi du học ha, không gì riêng gì qua Thụy Sĩ hay qua bất kỳ đất nước nào, mà khi các bạn có cơ hội các bạn đi du học đó, thì khi các bạn quay trở lại Việt Nam thì các bạn sẽ có rất là nhiều cái cơ hội ở Việt Nam, nhiều cái vị trí đang chờ các bạn để các bạn fill vào những cái vị trí cao cấp đó ha. Rồi, nói về cái, thì khi các bạn học về cái ngành hospitality, cái điều quan trọng ha, cái đặc thù của cái ngành hospitality, đặc biệt ở những trường của SEG, thì không phải chỉ dạy cho các bạn học về cái gọi là cái dịch vụ thôi, chỉ không phải là dạy cho các bạn là phục vụ bàn như thế nào, check in, check out khách như thế nào, mà cái quan trọng đó là dạy cho các bạn về cái kỹ năng mềm, giúp cho các bạn phát triển những cái kỹ năng mềm, cái giao tiếp nè, cái thái độ phục vụ như thế nào. Và đó, khi các bạn làm học trong cái ngành hospitality, chính cái thái độ nha, những cái kỹ năng mềm nó sẽ là những cái điều tiên phong để quyết định sự thành công của một người làm ngành hospitality. Và để chỉ có ngành hospitality, chỉ có đặc thù ngành hospitality mới có thể giúp các bạn phát triển tối đa những cái tư duy cũng như những cái kỹ năng mềm mà so với những cái ngành nghề khác ha. Thì khi các bạn có cơ hội các bạn học cái ngành hospitality thì các bạn không chỉ làm việc trong ngành nhà hàng khách sạn mà các bạn sẽ được làm trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì thường thì các bạn học về hospitality mình sẽ làm ở những mảng nhà hàng, khách sạn, sân bay ha, event, sự kiện. Ngoài ra thì đối với SEG các bạn còn được học những cái chuyên ngành về luxury brand management nè, các bạn học về wellness management hay là học về tài chính, học về marketing, học về quản trị nhân sự, học về business rất rất là nhiều ở SEG. Và điều này sẽ giúp cho các CV của bạn nó thu hút các nhà tuyển dụng hơn. Đây là một cái hình ví dụ cho các bạn để các bạn thấy là ok, mình học cái ngành hospitality này ra mình sẽ làm những vị trí gì, thì các bạn sẽ thấy rất rất là nhiều vị trí cho các bạn ha. Vì khách sạn nó là một cái mô hình thu nhỏ mà, đúng không? Nó có rất là nhiều vị trí khác nhau để mà cho các bạn tha hồ lựa chọn, tha hồ xem coi mình phù hợp với cái mảng nào. Mình có thể làm ở front office nè, mình có thể làm ở mảng F&B ẩm thực, hay là về sale, bạn nào giỏi sale mình có thể làm về sale, marketing, nhân sự, về back office ha, kế toán, vân vân. Thì ở đây có cái mục orders mà các bạn thấy nha, sẽ có nhiều bạn, rất là nhiều các bạn. Một lát chị sẽ share cho các bạn, giới thiệu cho các bạn một số cụ học sinh của SCG, thì các bạn sẽ thấy cái sự đa ngành nghề của các anh chị cụ sinh viên. Thậm chí bản thân chị ha, hồi nãy cứ lo vào luôn cái phần chia sẻ mà quên giới thiệu ha, thì chị cũng gắn bó với cái ngành hotel industry này cũng hơn 10 năm rồi nha. Và bây giờ chị đã chuyển sang làm ở bên education. Cho nên các bạn thấy rằng khi các bạn theo học cái ngành hospitality, nó sẽ giúp cho các bạn có cái background rất là tốt để mà các bạn dễ dàng nhảy qua những cái công việc khác, những cái cơ hội mà sau này nó đến với các bạn có thể nắm bắt và các bạn nhảy ra rất là nhanh. Các bạn sẽ không có bị gọi là tự đóng khung mình trong một cái vị trí nhất định, hay là cứ sống trong một cái vòng an toàn ha. Thì các sinh viên hospitality cực kỳ năng động nha các bạn. Các bạn ấy rất là tích cực và rất là chủ động để mà nắm bắt những cái cơ hội đến với các bạn. Rồi, vậy thì
nói về Thụy Sĩ ha, nói về hospitality và bây giờ SEG thì ở đây chị biết rằng là có một số bạn cũng đã tham gia nhiều cái hội thảo của SEG thì cũng đã được nghe chị chia sẻ rất là nhiều những cái thông tin về các trường ha. Thì Swiss Education Group có tất cả 4 trường, như hồi nãy mình xem video đã chiếu lại rất là nhiều 4 trường ha. 4 trường nhưng mà có tới 6 cái campus các bạn, 6 cái học xá khác nhau nằm rải rác tại ở các vùng nói tiếng Pháp và vùng nói tiếng Đức của Thụy Sĩ. Cho nên sinh viên khi theo học ở SEG sẽ có cơ hội được học ở những cái campus khác nhau và điều này sẽ giúp cho các bạn có được rất là nhiều trải nghiệm thú vị khi mà mình theo học tại một quốc gia Thụy Sĩ ha. Và hàng năm ha, mình có 4 trường thì mỗi năm mình sẽ welcome hơn 6.000 sinh viên đến từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Và cái ngày hội tuyển dụng nè, International Recruitment Forum được xem là ngày hội tuyển dụng lớn nhất của châu Âu ha. Thì cái ngày hội này một lát chị sẽ chia sẻ những cái slide sau cũng như là cái mạng lưới về alumni ha. Rồi mình qua cái phần mà hồi nãy mình đã nói năm lý do là mình chọn Thụy Sĩ nè. Và thực ra có rất là nhiều lý do để chọn học Thụy Sĩ, cũng có rất là nhiều lý do mà bản thân chị cũng như các bạn sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế chọn theo học ở các trường SEG. Nhưng mà bên trường ha sẽ pick up ra mỗi cái là 5 đó, con số 5 sẽ giúp cho các bạn dễ nhớ hơn ha, cô đọng hơn. Và 5 cái điểm này cũng là 5 cái điểm mà rất là tự hào. Bản thân chị là một cựu sinh viên của trường ha, của một trong 4 trường SEG, thì chị cũng rất là tự hào khi mà chị nhận được những cái giá trị mà trường mang lại cho bản thân chị ha. Thì khi các bạn theo học các trường SEG thì các bạn sẽ được học, các bạn học bất cứ trường nào, một trong 4 trường của SEG đều nằm trong top 10 của thế giới nha. Đối với những bạn mà muốn học SHMS, Swiss Hotel Management School, thì mình là xếp thứ 4. Trường Hotel Institute Montreux xếp thứ 6. Thật ra là chị theo học trường HIM nha, Hotel Institute Montreux, chứ không phải là trường SSMS. Trường Cesar Reed thì đứng thứ 7 và trường Culinary là trường duy nhất ha, trường ẩm thực duy nhất có mặt trong cái bảng xếp hạng danh giá này, và đứng thứ 8 về cái chuyên ngành hospitality. Và đây là cái bảng xếp hạng mới nhất trong năm 2021, và đó cũng là một cái điều mà rất là vui, rất là tự hào đối với cả tập thể SEG. Tại vì các bạn biết rồi đó, trong 2 năm vừa qua là mình bị ảnh hưởng về dịch bệnh, mà tuy nhiên khi mà nhận được cái kết quả này từ nhà trường, thật sự là tất cả các cộng đồng alumni của SEG rất là vui mừng và cảm thấy rất là tự hào. Và đây là chị sẽ nói nhanh qua, đây là các cái chương trình học ha, chương trình học cử nhân và thạc sĩ ở các trường của SEG sẽ là tất cả là 3 năm cho chương trình cử nhân và 1 năm cho chương trình thạc sĩ nha các bạn. Ở Việt Nam mình thì học chuyên ngành du lịch khách sạn thì các bạn sẽ mất 4 năm. Nhưng đối với các trường của SEG thì các bạn sẽ mất 3 năm để hoàn thành cái chương trình cử nhân. Và cái mô hình sẽ giống nhau hoặc gần giống nhau giữa các trường. Đó là năm nhất các bạn sẽ học 6 tháng ha, mình học từ 5 tới 6 tháng tại trường, rồi sau đó mình sẽ đi thực tập, kỳ thực tập bắt buộc kỳ thứ nhất nha. Rồi sau đó mình sẽ quay về trường mình học tiếp lên năm 2 cũng tương tự như năm nhất, là cũng bao gồm 5 tới 6 tháng lý thuyết và sau đó các bạn sẽ đi thực tập 6 tháng tại Thụy Sĩ hoặc là tại bất cứ nước nào mà các bạn muốn ha. Lên năm 3 các bạn sẽ quay về trường và các bạn học luôn một lèo 1 năm luôn tại trường. Tuy nhiên những bạn nào mà mình muốn có thêm được kỳ thực tập thứ 3 ha, thì các bạn có thể nói với trường, mình báo với trường sớm, đầu năm 3 mình có thể báo với trường là mình muốn là được thực tập thêm một kỳ thứ 3, thì lúc đó trường sẽ sắp xếp cho các bạn được thực tập thêm một kỳ nữa, nhưng cái kỳ này sẽ không phải là cái kỳ bắt buộc nha. Và cái kỳ thực tập thứ 3 do không phải là kỳ thực tập bắt buộc cho nên là các bạn sẽ thực tập ở những quốc gia khác ngoài Thụy Sĩ. Rồi sau khi các bạn học xong 3 năm, các bạn tốt nghiệp ha, trong tay với 2 bằng, song bằng. Rồi các bạn có thể là một là mình sẽ đi thực tập, đi thực tập hoặc là tham dự các khóa management training, hay là mình đi làm tầm vài năm rồi sau đó mình học tiếp lên master. Nhưng mà cũng có một số bạn chỉ thấy là mấy bạn muốn là học luôn chứ không có muốn cắt quãng, thì cái này là do nhu cầu của mỗi bạn ha, do cái kế hoạch, cái mục tiêu của các bạn khác nhau, thì các bạn có thể lựa chọn là mình học một lèo 4 năm để mình lấy luôn cái bằng thạc sĩ, hay là các bạn muốn tạm ngưng để mình trải nghiệm thêm rồi sau đó mình mới quay về mình học thạc sĩ.
Rồi cái giá trị thứ ba mà SDG mang lại cho tất cả các sinh viên của SDG đó chính là khi các bạn học ở một cái môi trường ha, một cái môi trường đẳng cấp như thế này ha, tất cả các học xá của SDG nè, các bạn nhìn trên slide ở đây thì hầu như tất cả đều là những cái khách sạn ha, những cái khách sạn mang tiêu chuẩn 4 năm sao, và trường mua lại, trường tái cấu trúc lại để biến thành cái trường. Cho nên là khi các bạn học ở các trường của SCG là các bạn đang học trên một cái khách sạn thật sự, và điều này sẽ giúp cho các bạn rất là nhiều, đặc biệt là những bạn mà chưa có kinh nghiệm trong cái ngành khách sạn, thì các bạn qua đây các bạn được trường đào tạo trong những cái 5 tới 6 tháng đầu tiên sẽ giúp cho các bạn tự tin và mạnh dạn hơn nhiều cho cái kỳ thực tập đầu tiên của mình ha. Và một điểm mà chị cảm thấy rất là thích và chị luôn chia sẻ với các bạn sinh viên khác đó chính là ở SCG, chị không biết các trường khác thì như thế nào, nhưng riêng trường SCG chị thấy trường SCG luôn tạo điều kiện và cơ hội cho các sinh viên nè, cũng sinh viên được làm việc tại trường hoặc là được làm đối tác của trường. Cái đó là cái điều mà chị thấy rằng là và hầu như thí dụ có một cái vị trí nào trống thì SCG sẽ luôn cân nhắc ưu tiên cho sinh viên, cho cựu sinh viên của SCG, và trường có rất là nhiều cái hoạt động dành cho cựu sinh viên sau khi tốt nghiệp. Cho nên các bạn đừng nghĩ rằng là mình khoa mình học ở SCG 3 năm sai là 1 năm rồi sau đó là mình bye bye. Không ha, trường vẫn tiếp tục có những cái hoạt động kết nối, nhưng quan trọng là các bạn, hy vọng là các bạn sẽ luôn chủ động để mà tiếp tục giữ liên lạc nè và tham gia những cái hoạt động mà trường tổ chức cho tất cả các cộng đồng của sinh viên của trường. À, và một điều chị cũng muốn chia sẻ đó là sinh viên Việt Nam mình không chị nghe rất là nhiều bạn sinh viên chia sẻ, mà bản thân chị hồi xưa đi học cũng vậy ha, thì sinh viên Việt Nam mình là được các thầy cô gọi là, mình nói cưng thì mình cũng không nói cưng, nhưng mà các thầy cô cảm rất là thích các sinh viên Việt Nam, tại vì có cái tiếng là sinh viên Việt Nam là rất là chăm chỉ nè, nhiệt tình và rất là thân thiện đó, thì đó cũng là một cái lợi thế khi mà mình đi du học và mình được ở trong cái môi trường mà các thầy cô cũng như là các nhân viên họ rất là thích và đánh giá cao cái văn hóa hay là cái tính cách của sinh viên Việt Nam. Và khi các bạn theo học ha, các bạn theo học ở SDG, các bạn theo học ở cái ngành hospitality, thì các bạn thấy rằng mình không chỉ có học lý thuyết đâu, các bạn sẽ được cơ hội tham gia rất là nhiều hoạt động mà trường sẽ tổ chức vào hàng tuần cho các bạn, có rất là nhiều hoạt động trượt tuyết hay là cưỡi ngựa, nhảy dù, sẽ có rất là nhiều hoạt động mà các bạn có thể tham gia cùng trường, mình sẽ đăng ký để mình tham gia, hoặc là mình có thể tự tổ chức mình đi chơi riêng cũng được. Thì đó là cái cuộc sống sinh viên tại các trường của SCG. Rồi cái thứ tư ha, đó chính là cái cơ hội mà các bạn sẽ được đi thực tập. Hồi nãy có nói ha, các bạn sẽ được thực tập 2 kỳ ở Thụy Sĩ, và nếu bạn nào muốn thực tập thêm kỳ thứ 3 thì mình có thể thực tập ở những đất nước khác như là ở Anh, ở Dubai, ở Shanghai, Thượng Hải hay là ở Mỹ ha. Và vì Thụy Sĩ, vì các tập đoàn SEG có cái mạng lưới đối tác toàn cầu trên khắp thế giới, cho nên là cái việc mà các bạn có muốn qua những đất nước khác đi thực tập hay làm việc nó rất là dễ, nó không có khó đối với các bạn ha, trường sẽ kết nối cho các bạn. Và để giúp cho các bạn có một cái sự chuẩn bị tốt trước khi mà mình đi phỏng vấn hay là mình gặp các nhà tuyển dụng ha, thì các bạn có thể liên hệ ha, các bạn mỗi học xá của trường đều có bộ phận là bộ phận hướng nghiệp nha, bộ phận hướng nghiệp sẽ giúp cho các bạn làm CV nè, hay là phỏng vấn thử cho các bạn, cũng như là định hướng nghề nghiệp, định hướng cái nơi mà các bạn làm việc, nơi nào sẽ tốt nhất theo đúng cái năng lực của bản thân mỗi một bạn ha. Rồi cái nhà hội tuyển dụng mà hồi nãy chị có nói ha, thì 1 năm 2 lần trường sẽ tổ chức cái ngày hội tuyển dụng này. Cái ngày hội này tất cả hơn 120 nhà tuyển dụng trên khắp thế giới họ sẽ bay về SCG, họ thì thường thường sẽ tổ chức ở trường SHMS, nếu chị nhớ không lầm ha. Hồi trước chị tham dự cái ngày hội này là ở trường SHMS. Thì cái ngày hội này sẽ là cơ hội để cho các bạn được gặp gỡ trực tiếp các nhà tuyển dụng. Bản thân chị thì cũng nhờ cái ngày hội tuyển dụng này mà chị có cơ hội nộp đơn trực tiếp tại Disneyland Paris ở cái vị trí front office. Cho nên là thực sự đây là một cái cơ hội rất là lớn. Nếu mà các bạn tự đi tìm việc, các bạn sẽ mất rất là nhiều công sức, và nhiều khi là cái CV của mình khi mà nó đến, nhiều khi
người tuyển dụng họ cũng chưa có đọc nữa, tại vì một ngày họ nhận rất là nhiều cái CV của rất là nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên khi các bạn tham dự cái ngày hội tuyển dụng này, chỉ khuyến khích các bạn là mình chuẩn bị cho thật là tốt nha, mình cố gắng biểu hiện cho thật là tốt thì cái cơ hội mà các bạn tìm được một cái công việc tốt ở Thụy Sĩ hay ở những nước khác là hơn, nó cũng phải 50%, các bạn sẽ có nhiều cái cơ hội hơn. Và đây là những đối tác của SCG ha. Các bạn sẽ thấy ha, ngoài ngoài những cái đối tác về hotel như Accor, Park Hyatt nè, hay là Intercon, Four Seasons, thì mình cũng có những cái đối tác ngân hàng UBS nè, rồi hay là Swiss Airlines, để cho các bạn hình dung rằng khi các bạn theo học các ngành hospitality thì các bạn có nhiều cái cơ hội làm việc ở những mảng khác nhau ha, không nhất thiết là các bạn chỉ có làm trong khách sạn hay nhà hàng. Đây là một số cái khách sạn ha, những cái nơi tiêu biểu là đối tác của SEG tại Thụy Sĩ, thì các sinh viên hiện đang thực tập, một số sinh viên hiện đang thực tập ở đây, hay là những đối tác ở Pháp, ở UK nè, ở Bỉ, ở Bồ Đào Nha. Sinh viên Việt Nam chị thấy có vẻ chuộng đi Tây Ban Nha cũng nhiều, chị thấy các bạn cũng qua Tây Ban Nha, qua Pháp. Ngoài ra các bạn sinh viên gần đây chị thấy rất là nhiều các bạn sinh viên mà sau khi mà tốt nghiệp trước khi quay về Việt Nam thì các bạn ấy cũng xin được những cái vị trí là vị trí management training tại Mỹ một năm ha, thì cái vị trí management training nó sẽ là một cái level cao hơn cái vị trí thực tập ha. Thì khi các bạn xin được cái vị trí này, các bạn sẽ có cơ hội học hỏi được các hoạt động của các bộ phận khác nhau trong khách sạn. Và một khi đã trở thành thành viên của SCG có nghĩa là các bạn đã trở thành một cái thành viên của cộng đồng mà của học sinh lớn nhất thế giới về cái mảng hospitality nha. Thì SCG là một cái mảng có hơn 24.000 cựu du học sinh trên khắp thế giới. Và theo cái nghiên cứu, theo cái khảo sát, theo khảo sát thì có hơn 89% alumni sau khi tốt nghiệp 5 năm thì sẽ giữ ở các vị trí gọi là các vị trí quản lý nha. Nhưng mà chị thấy gần đây thì hầu như nhiều bạn mới sau khi tốt nghiệp tầm 2-3 năm là chị thấy các bạn ấy cũng đã lên được cái vị trí quản lý rồi. Rồi thì đó là về tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ ha. Bây giờ chị sẽ đi nhanh phần các trường. Chị sẽ không nói về chương trình, tự nhiên mình sẽ không có thời gian, nhưng mà chị sẽ muốn show cho các bạn về cái cơ sở vật chất nè của từng trường và cái sự khác nhau cốt lõi của từng trường như thế nào, để các bạn nắm được là ok, cái trường này mình chọn nó có phù hợp với mình hay không. Và ngoài ra thật ra là có một cái bài test nhỏ để giúp cho các bạn chọn được cái trường nào nó phù hợp với mình. Tuy nhiên nếu bạn nào sau này quan tâm ha, bạn nào mà mình muốn đăng ký theo học các trường SEG thì có thể là sẽ có một cái dịp khác và chị sẽ cho các bạn làm cái bài test đó, tại vì cũng khá mất thời gian nếu mà mình làm bài test trong ngày hôm nay luôn. Thì nói về trường SHMS nha, Swiss Hotel Management School, trường này sẽ là các bạn thấy chữ contemporary ha, là thực sự là đương đại đúng không, thì nó có nghĩa là kết hợp cái truyền thống và kết hợp với cái sự hiện đại ha, truyền thống và hiện đại kết hợp với nhau. Thì khi các bạn mà học sinh theo học ở trường SHMS là các bạn là dành cho những bạn nào mà mình thật sự mình muốn sau này mình ra mình làm việc cho một cái khách sạn ha, mình muốn học, mình muốn hiểu rõ cái cách vận hành của một cái khách sạn 5 sao như thế nào, hay là mình muốn học về sự kiện nè, học về thiết kế nội thất khách sạn, học về resort, học về cơ sở chăm sóc sức khỏe như là mở spa chẳng hạn hay fitness chẳng hạn, thì các bạn sẽ chọn học trường SHMS. Đó cũng là lý do mà hình như trường SHMS là trường mà thu hút khá là nhiều sinh viên Việt Nam và sinh viên quốc tế. Những bạn mà có đam mê với ngành hospitality thì các bạn chọn SHMS rất rất là đông. Thì các bạn nào mà học SHMS thì mình sẽ có hai campus cho các bạn, một campus ở Co và một campus ở Legend. Đây là một cái hình mới, trường mới chụp và chị nhận được ha, thì chị phải nói là wow, không hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn cái, mặc dù không được học trường này nhưng đã có dịp đến thăm trường này vì chỉ có một số bạn cũng học ở trên đây đến được hai lần. Thì thật sự là rất là nhiều bạn, phải nói là rất là nhiều bạn khi mà thấy trường á, là chọn học luôn, tại vì cái campus quá đẹp ha. Và có thể được nợ, và rất là nhiều người luôn nói rằng là SHMS là một trong những cái lâu đài ha, cái lâu đài mà gọi là đẹp nhất thế giới. Thì chị cũng cảm thấy rằng là chị đã nhìn nhiều cái lâu đài rồi mà chị cũng chưa thấy cái lâu đài nào mà đẹp như cái lâu đài ở Co nha các bạn. Và Co thì các bạn thấy Co cách đây Co thành lập vào năm 1000, xây dựng vào năm 1902 ha. Thì nó mang phong cách gọi là một phong cách khách sạn lâu đài, hotel palace ha. Thì ở cái thời điểm đó là khách sạn hoạt động và
và chào đón rất là nhiều khách du lịch, và đặc biệt là những cái khách đến từ những cái gia đình quý tộc hoàng gia hay những cái khách nổi tiếng chính trị gia, họ đến đây để mà nghỉ dưỡng. Cho nên khi các bạn theo học tại trường SSMS và các bạn đang được check-in, được học ở một cái địa điểm rất là danh giá trên thế giới, và điều này cũng rất là tự hào nha các bạn. Và đây là một số cái cơ sở vật chất ở trong khu học xá cô ha. Nơi đây sẽ là nơi mà các bạn khi mà tốt nghiệp nè thì mình sẽ tham dự cái mình sẽ được trường sẽ tổ chức cái buổi tốt nghiệp trong cái hội trường này. Đây là cái nơi banquet mà dành cho sinh viên học về tiệc nè. Và hàng năm nha, trường vẫn có nhiều cái booking đến từ khách bên ngoài, họ đến để họ đặt tiệc tại SSMS nha các bạn. Cho nên đó là lý do mà cái việc đào tạo về chuyên ngành event sự kiện của SSMS rất rất là mạnh, tại vì sinh viên mình có cơ hội được phục vụ nha, được lên một lớp, khi mà các bạn một lớp như vậy là các bạn sẽ học chung với nhau và các bạn sẽ cùng nhau tổ chức một cái sự kiện ha. Mình sẽ lên hết là mình sẽ lên chủ đề sự kiện nè, theo cái mong muốn của khách hàng, rồi sau đó là mình sẽ chia nhau ra, phân công ra, các bạn sẽ làm từ khâu lên thực đơn nè, nấu nướng nè, cho đến phục vụ đem đồ ăn lên, hay là cái công tác chuẩn bị như thế nào, công tác tất tần tật của cái cách mà tổ chức của một sự kiện thực tế nó như thế nào, và các bạn phục vụ cho những người khách mà họ đặt tiệc tại trường, thì đó cũng là một trong những cái điểm mạnh mà đối với sinh viên mà muốn học về cái chuyên ngành event tại trường SSMS. Và đây là nơi mà trường sẽ mời những cái vị khách mời ha, để đến chia sẻ cho sinh viên trường. Các trường SDG thì thường xuyên mời những khách industry speaker đến, và tùy theo cái môn học thì trường sẽ mời những cái vị khách mời liên quan đến cái chuyên ngành mà các bạn học để chia sẻ cho các bạn cái nhìn thực tế nhất của ngành. Và đây là học đây là nơi mà các sinh viên ha, phòng của sinh viên thì vì các bạn sẽ thấy cái một lát các bạn xem những cái phòng của các campus khác, các bạn sẽ thấy là cái phòng ở cô thì nó hơi cổ điển một xíu ha. Và những bạn nào mình đóng tiền sớm đó thì mình sẽ được ở ngay tại cái học xá luôn. Và campus thứ hai là campus Liaison ha, trường SSMS sẽ có hai campus nha các bạn. Năm nhất năm hai các bạn sẽ học ở cô nè, và lên năm ba là các bạn sẽ học ở Liaison. Thì ở Liaison này cũng giống như ở cô, cũng là hotel palace luôn, cũng là palace hotel nha. Và nơi đây cũng là nơi mà thu hút các khách du lịch đến nè, cũng là một cái khu nghỉ mát rất là nổi tiếng tại Thụy Sĩ. Đây là cơ sở vật chất bên trong của học xá Liaison ha. Rồi cho các bạn học sinh, các bạn học về tiệc nè. Và ngoài ra ở học xá này các bạn cũng sẽ có những cái phòng thiết kế dành cho những sinh viên muốn học cái lộ trình về thiết kế thì các bạn sẽ học ở học xá này nha. Về chương trình cử nhân 3 năm. Các bạn sau khi học 3 năm ở SSMS các bạn sẽ nhận được hai bằng nha, một bằng của Thụy Sĩ và một bằng của Anh. Và các bạn học chương trình cử nhân ở SSMS các bạn sẽ đi theo 3 chuyên ngành nha. Mình sẽ đi theo chuyên ngành, mình sẽ có 3 cái lộ trình, thì các bạn sẽ lựa chọn. Một là lộ trình học chuyên sâu về cái hỗ trợ operation, chuyên ngành thứ hai thì các bạn sẽ học sâu hơn về sự kiện, và chuyên ngành thứ ba là các bạn sẽ học sâu hơn về thiết kế. Rồi BGD mình cũng sẽ có hai sự lựa chọn cho các bạn. BGD là như thế nào? Chương trình BGD sẽ dành cho những bạn nào mà mình đang học cái chuyên ngành khác nha, và mình chưa biết, mình chưa có kinh nghiệm gì về ngành hospitality, thì mình có thể qua mình học cái chương trình BGD một năm với 6 tháng lý thuyết và 6 tháng đi thực tập. Sau khi các bạn học BGD xong thì các bạn có thể tiếp tục học lên chương trình Master. Còn những bạn nào mà mình đã tốt nghiệp bằng cử nhân của ngành khách sạn rồi, của ngành Hospitality rồi, thì các bạn không nhất thiết phải học BGD nữa, mà các bạn có thể học thẳng lên chương trình Master của SSMS luôn. Thì SSMS sẽ có tổng cộng 3 chương trình Master khác nhau. Thứ nhất là chương trình Master of Art ha, là cái chương trình MA này á, sẽ học practical. Các bạn sẽ dành cho những bạn nào mà mình thích học thực tập nhiều hơn, mình thích thực hành nhiều hơn. Còn chương trình Master of Science sẽ dành cho những bạn nào mà có cái mong ước là mình đeo đuổi, mình học tiếp lên tiến sĩ nha. Nó sẽ thiên về cái nghiên cứu nhiều hơn, hay mình muốn đi về cái mảng giáo dục thì các bạn sẽ học chọn cái lộ trình của chọn cái chương trình Master of Science. Thì chương trình Master of Science mình sẽ có 3 cái lộ trình khác nhau. Và những bạn nào nếu mà quan tâm thì mình sẽ chị và bên tư vấn SheConnect
sẽ có thể giải thích cho các bạn về chương trình sau ha. Và đây là bạn Haley Trần. Bạn Haley Trần này hiện tại là mỗi một campus chúng ta đều có một sinh viên đại diện cho cộng đồng du học sinh Việt Nam tại cái campus đó. Thì ở SHMS thì mình có bạn Haley Trần. Bạn Haley Trần thì năm thứ nhất thực tập vừa đợt một, bạn thực tập ở khách sạn 4 sao ngay tại thành phố Montreux của Thụy Sĩ. Và hiện nay là bạn đã lên năm 2 rồi, bạn cũng đang đi thực tập. Hiện nay bạn đang thực tập ở Lausanne, theo chị nhớ là bạn đang thực tập ở Lausanne kỳ thứ 2. Rồi thì đó là những cái điểm mạnh, những cái nổi trội ha về trường SSMS. Còn về trường HAM, HAM Hotel Institute Montreux là trường mà chị yêu thích nhất. Tất nhiên tự vì đây là trường mà chị chọn theo học, cho nên là chị sẽ thích trường này nhất. Nha. Trường Hotel Institute Montreux sẽ khác một xíu đối với trường SSMS. Trường này sẽ dành cho những bạn nào mà mình đang học cái chuyên ngành quản trị kinh doanh chẳng hạn. Thì trường HAM sẽ là trường mà lồng ghép giữa những môn kinh doanh với lại cái tinh thần dịch vụ hospitality của Thụy Sĩ nha. Đối với trường Hotel Institute Montreux, cái điểm các bạn cũng sẽ học 3 năm tương tự ha. Thì năm đầu các bạn sẽ học những cái môn liên quan để các bạn biết về cái chuyên ngành hospitality. Tuy nhiên trong suốt cái năm mà các bạn học ha, trường đều lồng ghép thêm những cái môn như là môn học về ngoại ngữ nè, tiếng Pháp, tiếng Đức hay tiếng Tây Ban Nha, rồi các bạn cũng học thêm những cái môn mà kỹ năng mềm. Lên đến năm 3, cuối năm 2 thì các bạn sẽ học một số môn liên quan đến những cái bộ phận khác trong khách sạn. Thì cuối năm 2 các bạn sẽ bắt đầu đi theo cái chuyên ngành ha, mình sẽ đi theo những cái chuyên ngành ở bên trường HAM. Mình sẽ có cái năm cái chuyên ngành khác nhau ha, về tài chính, về nhân sự, về marketing là dành cho những bạn nào đam mê marketing thì sẽ học cái chương trình về luxury brand management nè. Ngoài ra trường có thêm cái khóa franchise business management, cái khóa này là khóa mới của trường ha. Và cuối cùng là cái khóa học về management for senior living industry, thì cái khóa này là học về cái việc mà các bạn làm thế nào để các bạn có thể quản trị được cái tập khách hàng thượng lưu cao tuổi nha. Thì cái chương trình này theo chị thấy rằng là nó thu hút các bạn là sinh viên châu Âu và Mỹ nhiều hơn là sinh viên châu Á. Sinh viên châu Á mình thì chị thấy là các bạn đã rất là quan tâm đến cái chương trình Luxury Brand Management và cái chương trình nhân sự, nguồn nhân lực cũng là một trong những hai cái chương trình mà được sinh viên Việt Nam mình theo học và lựa chọn cũng khá nhiều. Thì hình như ở đây không biết có bạn nào quan chị nhớ là trong cái danh sách học bổng cũng có một hai bạn quan tâm đến trường Hotel Institute Montreux. Thì đây là cơ sở vật chất của trường ha, các bạn sẽ thấy trường SHM thì nó sẽ hiện đại hơn, mới hơn, và trường nằm ở ngay thành phố Montreux nha các bạn. Còn trường SHMS với lại trường SHMS thì sẽ nằm ở trên núi. Đây là phòng ha, một số phòng ở của sinh viên mình. Nó sẽ hiện đại hơn là phòng ở trên cô một xíu ha. Thì mỗi trường đều có những cái phong cách, mỗi học xá đều có những cái phong cách khác nhau. Đây là một cái ví dụ ha, bất kỳ khi các bạn học bất kỳ trường nào của SDG, các bạn khi mà các bạn nhập học tuần đầu tiên, các bạn sẽ nhận được trường sẽ gửi cho các bạn một cái calendar như thế này để cho các bạn biết được là những cái activity trong suốt cái quá trình, cái khoảng thời gian, cái học kỳ mà các bạn sẽ học sẽ có những cái hoạt động nào diễn ra để các bạn có thể sắp xếp thời gian mà tham dự. Ngoài ra thì tất cả các trường đều có những cái lớp masterclass hay còn gọi là những cái lớp chuyên đề nha. Những cái lớp chuyên đề này thì các bạn sẽ, những bạn nào mà quan tâm học về rượu ha, hay là muốn hiểu hơn về cái làm thế nào để sử dụng Instagram hiệu quả hơn đó, thì các bạn sẽ xem những cái chủ đề mà mình cảm thấy mình yêu thích, mình hứng thú, thì lúc đó mình sẽ đăng ký với trường nha. Cái lớp masterclass này thì giới hạn số lượng, cho nên bạn mà nào mà khi mình nhận được thông tin về các lớp masterclass mà các bạn cảm thấy mình hứng thú với chủ đề thì các bạn nên đăng ký sớm nha. Và đây là một số ví dụ. Thì thường các bạn sinh viên của trường Hotel Institute Montreux, các bạn ấy sẽ tùy theo các bạn chọn chuyên ngành ha, chọn về chuyên ngành marketing hay là về chuyên ngành về nhân sự, thì các bạn ấy sẽ tìm kiếm ở những cái vị trí thực tập nó liên quan đến chuyên ngành của các bạn ấy. Và ở trường HM thì mình có bạn Aaron Phan. Bạn này thì đại diện của cộng đồng du học sinh Việt Nam tại trường Hotel Institute Montreux. Bạn cũng năm thứ nhất thì bạn cũng có kỳ thực tập tại khách sạn Four Seasons Hotel 5 sao tại Geneva.
cả hai bạn Haley và bạn Aaron đều thực tập ở Thụy Sĩ. Và ngoài ra tất cả các trường đều có SAF, đều có cái diễn đàn ha, dành cho sinh viên của các trường tham dự. Thì chị thấy là sinh viên Việt Nam mình rất rất là năng động. Chị nhìn qua cái danh sách của các SAF team của tất cả bốn trường thì hầu như trường nào cũng có sinh viên Việt Nam mình tham dự, và để mà được chọn vào trong danh sách này là các bạn ấy được bầu cử bởi những sinh viên nha, bởi sinh viên trong trường họ đề cử, họ chọn, họ bầu thì các bạn ấy mới được vào trong cái team SAF. Và chị khuyến khích rằng các bạn khi mình đi du học mình cố gắng nha, mình cố gắng năng nổ lên, mình cố gắng tham gia những hoạt động như thế này, mình cố gắng tham gia những cái team đội nhóm như thế này, sẽ giúp cho các bạn, làm cho cái CV của các bạn đẹp hơn rất là nhiều. Rồi, đến với trường Caesarit ha. Cái đó là trường Hotel Institute Montreux. Trường Caesarit thì cũng sẽ hơi giống trường HAM ở điểm đó là Caesarit sẽ là trường kết hợp giữa business và hospitality luôn nha các bạn. Tuy nhiên, đối với Caesarit sẽ dành cho những bạn nào mà mình muốn start up nha, mình muốn học về khởi nghiệp để sau này mình về Việt Nam, mình muốn kinh doanh riêng, đó, mình muốn làm một cái gì đó cho riêng bản thân mình, hoặc là mình thừa kế tài sản hay là công ty của ba mẹ chẳng hạn, mà mình muốn phát triển nó lên một cái tầm cao hơn, đó, thì các bạn sinh viên sẽ chọn học trường Caesarit. Thì Caesarit sẽ có 3 campus ha. Thì khi các bạn học Caesarit, đối với những bạn học Caesarit, các bạn sẽ được trải nghiệm cả 3 campus khác nhau luôn. Campus ở Le Bouvray là vùng nói tiếng Pháp, hay là và năm nhất các bạn sẽ học ở Le Bouvray nè, năm 2 các bạn sẽ học ở Luzon, và năm 3 các bạn sẽ học ở Brick nha. Đây là campus Le Bouvray, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở bên trường có vẻ là ở ngoài thì các bạn nhìn nó sẽ không có lộng lẫy, đúng không? Nó không có lộng lẫy như là trường SHMS, tuy nhiên ở bên trong nó rất là sang trọng nha. Đây là lớp học của trường, các bạn nhìn ở qua cái cửa sổ các bạn sẽ thấy ha, cái cảnh cực kỳ đẹp. Chị thì chưa có dịp đến trường Caesarit, chị chỉ mới đến trường SHMS và trường HIM thôi. Thì hy vọng là năm sau sẽ có dịp đến tham quan trường Caesarit. Các bạn thấy cái phòng ăn ha ở Caesarit và nhìn lên cái cảnh núi non thì chị cảm thấy nó rất là đẹp, rất là thích. Rồi, đây là một số cái địa điểm mà thu hút ha các bạn sinh viên cũng như khách du lịch họ đã đến họ tham quan về cái bảo tàng của Chef Mosiman. Thì một lát qua trường Culinary thì chị sẽ nói kỹ hơn về Chef Mosiman. Và đây là những cái phòng của sinh viên ha, khi mà các bạn học Caesarit, và đây là campus ở Luzon nha. Rồi chị sẽ đi nhanh qua để cho các bạn thấy cơ sở vật chất của từng campus khác nhau như thế nào. Và chương trình Caesarit cũng tương tự ha, mình cũng học 3 năm. Năm nhất mình cũng focus nhiều về F&B, năm 2 mình sẽ focus về bộ phận phòng room division, và năm 3 thì các bạn sẽ học nhiều về những cái môn business. Các bạn sẽ phải làm những cái business startup, business plan, và sau đó các bạn sẽ có một cái cuộc thi chiến lược kinh doanh trước khi tốt nghiệp. Đây là một số cái hoạt động, mỗi trường đều có những cái hoạt động như thế này, nhưng mà đối với hoạt động thực nghiệm này thì chị muốn show cho các bạn một số cái hoạt động mà các sinh viên trường Caesarit sẽ được học nè. Đó, các bạn thấy rằng là ngoài cái việc mà học lý thuyết ha, và các bạn còn được học những cái môn như là thưởng thức trà nè, hay là những cái môn dance in motion approaching đó. Theo chị biết, chị thì chưa được học những cái môn này đó, nhưng mà các bạn sinh viên Caesarit có chia sẻ là học cái cách để mà các bạn di chuyển từ bàn này đến bàn khác mà không có gây ảnh hưởng đến trong cái quá trình mà các khách hàng họ đang ăn uống ha, thì mình phải di chuyển làm sao cho nó nhẹ nhàng. Ngoài ra mình cũng có những cái lớp mình sẽ có tham quan thực tế ảo các vườn nho nè, hay là mình set up bàn, mình có những cái cuộc thi gọi là set up bàn, hoặc là mình sẽ biểu diễn cái kỹ thuật nấu nướng trước thực khách ha, rồi cái cách mà tương tác với khách trong quá trình phục vụ khách. Ngoài ra mình cũng có đi thăm ha, mình đi thăm các vườn ong nè, rồi mình lấy mật ong nè, rồi có những cái lớp nghiên cứu về các chất hóa học để mà mình biết những cái chất nào mà nó sẽ gây ảnh hưởng xấu, tác động xấu đối với môi trường, để mà sau này mình làm trong một cái khách sạn, mình nên cân nhắc trong cái việc sử dụng những cái hóa chất, đặc biệt là cái đối với những bạn mà sau này làm việc trong bộ phận phòng đó, là những cái bộ phận housekeeping, là cái bộ phận mà thường xuyên phải mua những cái hóa chất, thì các bạn sẽ mua những cái hóa chất nào mà nó ít ảnh hưởng đến môi trường nhiều nhất. Và ngoài ra mình cũng có những cái lớp về
làm xà phòng hay là những cái lớp tạo ra cái mùi nước hoa theo cái sở thích của từng bạn ha, mình sẽ tạo ra cái hương, cái mùi hương cho một cái khách sạn 5 sao nó như thế nào, vân vân. Đó, thì như chị nói là đối với Cesarit thì các bạn sẽ có một cái kỳ kỳ thi, các bạn cũng sẽ có một cái kỳ thi gọi là kỳ thi kinh doanh ha. Và nếu mà những cái team nào mà đạt giải nhất thì sẽ có cơ hội được qua Mỹ để mà thi đấu và chiến thắng là mình sẽ có được giải là 15.000 ha. Thậm chí có một số ý tưởng, có một số nhóm họ có những cái ý tưởng rất là hay và thu hút nhà đầu tư, họ đầu tư cái ý tưởng đó luôn để biến cái ý tưởng đó thành hiện thực luôn. Thì đó là trường Cesarit ha. Thì đối với Cesarit thì mình có bạn Chloe ha. Bạn Chloe mới qua năm ngoái thôi các bạn. Bạn này qua du học vào cái thời điểm mà đang là đỉnh dịch á. Tuy nhiên bạn vẫn quyết tâm không để dịch cản trở cái con đường, cái mục tiêu mà bạn ấy đặt ra. Thì bạn Chloe là một trong những bạn cực kỳ năng động ha. Bạn ấy mới qua một tháng nhưng bạn ấy đã đăng ký để trở thành Resident Assistant, hỗ trợ cho trường, take care sinh viên luôn. Và bây giờ bạn ấy cũng nằm trong team SAF của trường. Hiện tại bạn Chloe đang thực tập ở khách sạn Ricarlton ở Dubai, Fun Office. Bạn ấy đang làm receptionist ở Ricarlton. Thì đây là SAF team của trường Cesarit và trường Culinary. Thì các bạn thấy rằng là mình đều có các bạn sinh viên Việt Nam ha. Mình có bạn Penny Đỗ nè, bạn Thu Trang, Đào Thu Trang nè, rồi mình có bạn Simon và Chloe. Thì chị khuyến khích các bạn sau này mình thực ra để tham gia cái team này nó không khó đâu các bạn. Các bạn chỉ cần thái độ mình năng nổ ha, thái độ tích cực mình năng nổ, mình trường có những cái hoạt động nào mình cũng tham dự hết. Thì lúc đó mình đăng ký và mình phỏng vấn và mình cũng rất là dễ dàng để được vào những cái team như thế này, cho nên nó không có khó. Rồi và trường cuối cùng đó là trường Culinary. Thì Culinary cho chị ở đây mình cũng có một vài bạn ha, không có nhiều so với trường SHMS hay là Cesarit và SHM. Tuy nhiên mình cũng có một hai bạn đang quan tâm đến trường Culinary. Thì chị cũng sẽ nói nhanh qua đối với trường Culinary. Thì đúng theo cái tên của nó nha, sẽ là trường dành cho các bạn nào mà đam mê với ẩm thực, thích làm bếp nè. Mình muốn sau này ra mình trở thành một master chef hay là mình kinh doanh nhà hàng thì các bạn sẽ theo học trường Culinary. Và trường Culinary sẽ dạy cho các bạn trở thành một top chef nha, hoặc là kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực, chứ không nhất thiết là các bạn học trường này xong ra các bạn chỉ có nấu nướng mà thôi nha. Trường Culinary sẽ chia sẻ ha, sẽ cùng các bạn học sinh viên Culinary và Cesarit sẽ học cùng nhau 3 campus luôn. Đó, thì về cơ sở vật chất thì chị sẽ không show lại, bởi vì nó cũng sẽ y chang trường Cesarit. Chỉ có khác một xíu là ở trường Culinary sẽ có cái building riêng này, với 7 cái bếp, 7 cái bếp đẳng cấp ha, với những cái trang thiết bị tối tân nhất dành cho các bạn sinh viên học làm bếp. Thì ở đây là một số cái bếp dành cho sinh viên để mà thực hành. Thì ngoài ra như hồi nãy chị có nói thì Cesarit và Culinary có cái bảo tàng của Chef Mosiman. Chef Mosiman là một chef rất là nổi tiếng hơn 5 thập kỷ ở châu Âu. Có lẽ là mình châu Á thì mình sẽ không biết đến tiếng tăm của Chef Mosiman, nhưng mà Chef Mosiman là chef rất là nổi tiếng ha. Ở bên Anh, ở Thụy Sĩ là hầu như châu Âu người ta biết đến chef này. Cho nên khi các bạn theo học trường Culinary, các bạn sẽ được những đầu bếp nổi tiếng trên thế giới hướng dẫn, dẫn dắt các bạn. Và đây là một số hoạt động của các bạn sinh viên ha. Các bạn sinh viên học ở Culinary không phải là chỉ học làm bếp, mà các bạn cũng phải học cái cách để biết marketing, tiếp thị cho một cái sản phẩm, cái món ăn của mình như thế nào ha. Rồi cũng phải học cái cách mà tương tác với lại khách hàng, học về tài chính, học marketing. Các bạn cũng sẽ, nó đều nằm trong chương trình học của trường Culinary. Thì Culinary cũng tương tự ha, sẽ có 3 lộ trình cho cái chương trình cử nhân. Thì sẽ dành cho các bạn nào mà mình đam mê với ẩm thực thế giới, hoặc là bạn nào mà mình muốn học chuyên sâu riêng về bánh ngọt hay là sô-cô-la, hoặc là về ẩm thực chay, thì các bạn ấy sẽ chọn một trong 3 lộ trình như thế này. Và đây là bạn Simon, là trường trung tính. Bạn này cũng là bạn của Chloe. Bạn này cũng qua học ở Culinary vào năm ngoái. Là cũng cái thời gian mà đỉnh dịch, thì hiện tại bạn cũng đang làm ở Dubai ha, ở một cái khách sạn rất là lớn, rất là xa xỉ tại Dubai. Và đây là một số hình ảnh của các bạn sinh viên tại campus nha các bạn, ở campus cô nè, của các sinh viên Việt Nam.
Và bạn các bạn thấy rằng là các bạn sinh viên Việt Nam mình cũng có nhiều bạn qua Nhật ha, để thực tập qua Đài Loan, qua Nhật nè. Mặc dù bạn ấy không nói được tiếng Nhật nha, nhưng mà bạn ấy vẫn có thể tìm được công việc thực tập ở tại Nhật. Và đây là sinh viên tiêu biểu ha, cụ sinh viên tiêu biểu của trường của SEG. Thì chị Phương Anh Nguyễn ở đây, bạn nào ở Sài Gòn thì mình chắc chắn mình sẽ biết đến khách sạn Park Hyatt Sài Gòn ha. Thì chị hiện tại đang giữ cái vị trí là trưởng bộ phận ha, Sales Marketing ở khách sạn Park Hyatt Sài Gòn. Và điều này cũng là một cái niềm rất là vinh dự cho trường khi mà các cụ sinh viên của trường thành công. Hoặc là anh Nam cũng là bạn chị ha. Thì anh Nam hiện tại đang giữ vị trí Country General Manager ở Trip.com. Thì đây là hai sinh viên rất là tiêu biểu. Thật ra còn nhiều nữa các bạn, nhưng mà chị sẽ không thể nào show hết cho các bạn. Cho nên là ở những anh chị sau thì chị sẽ đi qua nhanh như vậy để cho các bạn thấy rằng cộng đồng du học sinh Thụy Sĩ tại Việt Nam cũng rất là lớn, cũng rất là đông nha. Rồi ngoài ra mình sẽ có thêm các chương trình dành cho những bạn nào cấp 3 nè. Mình muốn tham dự những cái chương trình trại hè. Mình có thể để mình xem coi mình có thích cái môi trường học tập ở bên SCG không, thì các bạn cũng có thể đăng ký tham gia chương trình này. Bạn Chloe bên Cesarit cũng đã tham dự cái chương trình này trước khi bạn quyết định qua học trường Cesarit, cho nên là các bạn cũng có thể cân nhắc ha, đối với những bạn học cấp 3 nha. Rồi thì đó là những cái thông tin ha, những cái thông tin về các trường. Thì không biết các bạn có câu hỏi gì hay không, hay là chị sẽ đi tiếp luôn về phần entry requirement nè ha. Thì ở tất cả các trường nha, đối với ngành hospitality thì các bạn chỉ cần mình tốt nghiệp trung học phổ thông ha, rồi sau đó mình có cái IELTS khoảng 5.5 là mình có đủ điều kiện để mà mình đăng ký tham gia học chương trình cử nhân tại các trường của SEG. Còn đối với chương trình master thì sẽ tùy cái chương trình các bạn chọn, thì IELTS nó sẽ từ 5.5 tới 6 chấm hoặc thậm chí 6.5, sẽ tùy cái chương trình nha. Rồi bây giờ chị nói về cái phần học bổng nha, chắc là cái phần này là phần mà nãy giờ các bạn rất là quan tâm. Thì học bổng sẽ up to 30% nha các bạn. Phải nói rằng sinh viên Việt Nam mình được các trường SEG hỗ trợ rất rất là nhiều, đặc biệt trong cái giai đoạn Covid này. Trường có rất là nhiều những cái suất học bổng mà hồi xưa rất là khó để mà xin được. Cho nên là đối với những bạn, đặc biệt những bạn học khóa tháng 2 và khóa tháng 9 trong năm 2022 thì sẽ có cơ hội được nhận nhiều cái học bổng, những cái suất học bổng cao hơn so với mọi năm. Cho nên là bạn nào mình có quan tâm thì mình cứ nộp đơn đi để mình xét hồ sơ, sẽ hồ sơ để mà xét tuyển cái học bổng. Các bạn sẽ gửi những cái bằng cấp của các bạn ha, rồi IELTS nè, chứng chỉ IELTS, điểm số IELTS, rồi các bạn sẽ phỏng vấn. Rồi ngoài ra các bạn có những bạn nào mà đã đi làm, hay những bạn nào tham gia những cái hoạt động hay những cái kỳ thi cấp quốc gia, các bạn có bao nhiêu những cái giấy tờ mà thể hiện các bạn là một học sinh rất là xuất sắc nổi trội, thì các bạn nộp hết, gửi hết lên cho trường để mà các bạn có cơ hội nhận được những cái học bổng cao ha. Và đây là cái quy trình mà xin học bổng ha. Các bạn không cần phải lo lắng nha. Cái quy trình này sẽ được bên phía G-Connect, các anh chị tư vấn viên sẽ hỗ trợ hết cho các bạn từ A đến Z để các bạn biết là mình sẽ làm từ cái bước mà nhập học như thế nào, các bước quy trình xin phỏng vấn, rồi sau đó mình sẽ xin visa, thì các bạn sẽ có G-Connect lo hết cho các bạn, cho nên mình hoàn toàn không cần phải lo điều này. Rồi ok, wow, không biết có bị lố giờ, đang bị lố 2 phút rồi. Anh Thanh, em đi nhanh phần này cho các bạn yên tâm. Tự nhiên giai đoạn dịch á, thì các bạn cũng yên tâm là Thụy Sĩ là đang đứng thứ nhất ha, đang đứng thứ nhất về cái việc mà phòng chống dịch Covid rất là tốt. Chính vì vậy mà trong suốt hai năm Covid vừa qua ha, rất là nhiều quốc gia họ phải đóng cửa, họ không có đón sinh viên được qua được. Thì riêng Thụy Sĩ và các trường SEG vẫn có sinh viên qua học đều đặn cho đến thời điểm bây giờ nha các bạn. Cho nên là những bạn nào đang lo lắng là không biết là tình hình dịch Việt Nam đang chưa được ổn đó, thì không biết qua mấy nước khác như thế nào, thì đối với Thụy Sĩ thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm ha. Mọi thứ đã trở lại như trước rồi. Và tuy mà mọi thứ đã trở lại như trước, nhưng mà trường vẫn áp dụng 5K như là ở Việt Nam mình nha. Các bạn cũng vẫn phải đeo khẩu trang khi mà đến lớp. Rồi và một điều chị muốn nói trước khi kết thúc cái phần chia sẻ của chị ha, đối với những bạn nào mà mình có ý định mình học cái kỳ tháng 2 với tháng 9 sắp tới, thì chị khuyến khích các bạn là mình sẽ đăng ký sớm nhất có thể. Tại sao? Tại vì khi các bạn đăng ký học, các bạn xác nhận chỗ học, thì các bạn sẽ được bên trường gửi thư mời cho các bạn tham gia cái lớp, gọi là cái lớp dự bị du
học nha. Đây là cái lớp mới được SEG run tại thị trường Việt Nam ha, và đã dạy được, sắp tới là chuẩn bị tới lớp thứ ba rồi. Cho nên những bạn nào mà mình đã có ý định là mình sẽ qua học bên SEG thì các bạn có thể đăng ký nhanh để mà mình có thể kịp học cái lớp thứ ba, lớp thứ tư sắp tới của cái chương trình dự bị du học này. Thì cái chương trình dự bị du học này sẽ giúp cho các bạn ha, những cái anh chị mentor và những anh chị của sinh viên và cũng là những cái chuyên gia trong ngành hospitality sẽ dạy, sẽ hướng dẫn, sẽ chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm, những cái gì thực tế nhất mà các anh chị lĩnh hội được trong cái quá trình mà các anh chị làm việc, cũng như trong cái quá trình mà các anh chị đã học thụy sĩ, sẽ chia sẻ cho các bạn. Và tùy theo từng cái chủ đề ha, thì một số cái chủ đề của cái chương trình dự bị du học thì các bạn sẽ thấy sẽ có rất là nhiều cái topic rất là hấp dẫn, và các bạn thấy cái chủ đề nào mà mình thích thì lúc đó mình sẽ đăng ký để mình chương trình này không bắt buộc nha, nhưng đó là một cái giá trị mà SEG muốn mang lại cho những sinh viên mới của mình, cho nên là chị khuyến khích các bạn là mình nên đăng ký sớm. Và khi mà các bạn tham dự đầy đủ 5 lớp trong cái chương trình này, các bạn sẽ nhận được một cái bằng như thế này ha. Và cái bằng, cái certificate này sẽ rất là có giá trị cho các bạn, nhất là những bạn mà mình chưa có kinh nghiệm gì hết ha. Thì sau này mình đi thực tập, mình có những cái certificate, mình có nhiều cái certificate để chứng nhận là mình được mình có tham dự nhiều cái hoạt động, thì nó sẽ là một cái lợi thế cho các bạn ha. Thì đây là một số cái chia sẻ của một số các bạn sinh viên mà sau khi theo học những cái lớp này chia sẻ, cho nên là chị rất mong là sắp tới những cái lớp thứ ba, thứ tư sắp tới sẽ tiếp tục chào đón những bạn của khóa tháng 2 và khóa tháng 9 của 2022 nha. Rồi, thì khi take away cho các bạn trước khi mà kết thúc phần chia sẻ và mình chuẩn bị đến những cái phần tiếp theo ha, thì chị mong các bạn sẽ nhớ những cái sự khác nhau của các trường. Là trường Caesarit thì sẽ là trường dành cho những bạn là khởi nghiệp nè ha. Những bạn muốn học về business, học về hospitality thì mình sẽ có thể cân nhắc Caesarit hoặc là Hotel Institute Montreux. Trường Hotel Institute Montreux thì sẽ đi theo 5 chuyên ngành ha, mình sẽ về tài chính, về nhân sự hay là về marketing. Rồi và trường Culinary Art Academy Switzerland là trường sẽ là học về ẩm thực. Và cuối cùng trường Swiss Hotel Management School là trường chuyên về hotel operation nha, mình sẽ học về cái cách vận hành khách sạn, học về sự kiện, học về thiết kế, vân vân. Đó. Thì đó là những cái điểm mà khi take away mà chị mong là các bạn sau cái buổi trình bày này ha, các bạn sẽ nhớ cái sự khác nhau để mình xem coi trường nào nó phù hợp với mình, và mình nên định hướng mình đi theo cái chuyên ngành nào, thì nó sẽ giúp cho mình, nó sẽ cảm thấy nó sẽ đem lại nhiều cái giá trị, nhiều cái lợi thế cho mình sau này, sau khi mà mình đi làm việc nha. Rồi, cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn các bạn đã lắng nghe chị cũng phải hơn một tiếng rồi. Cảm ơn anh Thanh và em nhường lại cái diễn đàn cho anh Thanh để tiếp tục chương trình. Cảm ơn Yến, rất là cảm ơn em về những thông tin khá là đầy đủ về tập đoàn SEG, tập đoàn giáo dục Thụy Sĩ nói chung, cũng như là một số cái điểm đặc biệt của từng học viện. Hy vọng là các em học sinh sau khi xem qua cái chia sẻ này thì các em đã có thể có một chút cái định hình dựa trên cái mong muốn định hướng về nghề nghiệp của mình cho cái lựa chọn của mình. Nếu như các bạn cần thêm thông tin chi tiết thì chắc chắn là chị Yến cũng như là tập thể tư vấn viên của G-Connect sẽ rất là sẵn lòng để giải thích cụ thể hơn, chi tiết hơn từng học viện cho cái định hướng học tập của các em. Bây giờ thì như đã chia sẻ từ đầu, chúng ta sẽ có 10 bạn theo thứ tự đi vào phòng phỏng vấn với thầy Tarek. Phần phỏng vấn đầu tiên sẽ bắt đầu trong 3 phút nữa, thì tư vấn viên chắc chắn đã liên lạc với các bạn và các bạn đã bắt đầu vào phòng rồi. Ở đây chúng ta có chương trình đặc biệt hơn dành cho các bạn còn lại, đó là chúng ta sẽ giao lưu với lại một cựu sinh viên nữa của tập đoàn SEG, anh Nguyễn Trí Hiếu. Hiếu đang có trên này đúng không em? Dạ em chào anh. Ơi chào Hiếu, em khỏe không? Em khỏe, anh có nghe thấy em và nhìn thấy em không ạ? Anh nghe thấy em, còn nhìn thấy em, anh cũng đã nhìn thấy em rồi. Dạ. Em hôm nay sao nhìn trẻ vậy? Này đã được hớt tóc hả? Đúng tức hả? Là ở Hà Nội mình được hớt tóc rồi hả em?
Vâng ạ, ở Hà Nội là mới mở cửa hàng cắt tóc và cũng mới mở hàng ăn được khoảng 2 ngày ạ. Vậy hả? Vâng. Em đã chạy bộ lại được chưa? Chạy bộ tập thể dục lại được chưa? À, em cũng chạy được một hôm vì bây giờ đang bão nên là trời đang mưa và khá là lạnh. Vậy hả? Anh cũng tập tành chạy bộ. Anh từ hồi đầu dịch thì anh không còn cái món gì khác để chơi thì anh mua đôi giày. Anh chạy được 2 ngày thì họ không cho xuống đường nữa. Thế là anh tạm ngưng môn đó. Nhưng mà rất là hy vọng có dịp được chạy bộ với em. Dạ. Mặc dù anh chạy thì rất là cù bắp. Chỉ được 2 cây số là bắt đầu anh thở rồi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đó cũng là một cái môn mà anh nghĩ khá là thú vị. Khi nghe nói đến chạy bộ hay là đạp xe thì nó nghe có vẻ chán, nhưng mà thực ra nó chỉ có thể thú vị, truyền cảm hứng khi mà mình bắt đầu mình chơi, bắt đầu tham gia và mình tìm cái niềm vui trong đó. Anh nghĩ là em đồng cảm được chuyện đó, tại vì anh cũng nhận thấy được chuyện đó. Rất là cảm ơn Hiếu đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Anh biết là em rất là bận. Và đặc biệt hơn nữa là em sẽ đem đến cho các em học sinh, các quý vị phụ huynh những cái chia sẻ về cái việc học tập, cái kinh nghiệm học tập của mình Thụy Sĩ, cũng như là cái phần mà anh có đề cập là mình sẽ chia sẻ cái bí quyết để nó gọi là tiếng Anh nó gọi là enhance hay là improve, đúng không em? Cái hồ sơ cá nhân, cái CV của mình đặc thù trong ngành này. Vậy thì anh sẽ để cho em tiếp tục cái phần chia sẻ ngày hôm nay. Dạ, em cảm ơn anh. Mình bắt đầu luôn từ bây giờ phải không ạ? À, em bắt đầu luôn chứ bạn. Dạ, xíu để em tắm cái sạc ở đây. Các bạn lưu ý là chúng ta cũng có live trên Facebook, cho nên là nếu bạn nào trên Facebook, nếu cái phòng ở đây mà chúng ta hết chỗ thì chúng ta có thể xem cái phần này qua Facebook. Dạ, em xin phép nói luôn nha anh. Ừ, anh mời em. Ok. Em xin phép xưng là anh cho buổi hôm nay, bởi vì em sẽ nói chuyện chính và trực tiếp với tất cả các bạn sinh viên. Thì chào tất cả các em, anh là Hiếu. Anh là, như các bạn thấy tên trong Zoom của anh để tên là Hiếu, SHMS, IHTTI và G-Connect. Bởi vì thứ nhất là anh là cựu du học sinh của SHMS, IHTTI. Và như lúc nãy là khi mà anh có nghe cái phần giới thiệu của chị Tracy ấy, thì anh rất là thích một phần. Anh định gõ vào phần chat nhưng mà sợ mất tập trung cho mọi người. Đó, thì anh cũng từng học ở Thụy Sĩ và anh có tham gia cái Student Ambassador Forum là SAF. Lúc nãy anh định chat trong cái phần chat là mọi người hãy tham gia SAF. Đó là một cái tổ chức rất là vui và tham gia được rất là nhiều quyền lợi. Và một trong những quyền lợi đó là trước cái buổi Career Fair, cái buổi International Recruitment Forum IAF mà các bạn đến để đi nộp hồ sơ ứng tuyển đi thực tập á, thì trường sẽ cho các bạn, chỉ riêng các bạn thành viên SAF được, của tất cả các trường trong SCG sẽ gặp nhau, giao lưu với nhau một hôm, và ngoài ra còn được gặp riêng với các nhà tuyển dụng trước cái ngày sự kiện chính thức, và sẽ được tham gia các sự kiện khác miễn phí như là team building events, nên là tham gia SAF rất là vui. Và nếu mà các bạn có cơ hội học ở SCG thì hãy cố gắng tham gia SCF để làm tận hưởng những cái quyền lợi đó và làm rạng danh du học sinh Việt Nam. Thì anh để một cái tên nữa đằng sau là G-Connect, bởi vì cá nhân anh thì anh đã đồng hành với G-Connect từ năm 2012 thì phải, em không nhớ chính xác. Nhưng mà hồi đấy là G-Connect có giúp đỡ, có trợ giúp anh làm hồ sơ nộp vào trường SHMS, IHTI và có trợ giúp anh làm cả hồ sơ visa nữa. Và một cái điều rất là may mắn của anh là anh không những anh chỉ đồng hành với G-Connect với tư cách là một du học sinh, mà anh còn đồng hành với G-Connect qua những cái vai trò khác. Ví dụ như là 2 năm trước thì phải, G-Connect là có một cái trại hè tên là The, viết tắt của Tourism Hotel and Events, PHE. Đó, thì cái trại này là cho những cái bạn sinh viên mà muốn tìm hiểu về ngành hospitality, thì anh đồng hành dưới ở cái trại hè này với vai trò mentor của trại hè thì thấy cũng rất là vui. Ngoài ra thì mỗi khi G-Connect có các sự kiện ở Hà Nội hay là hôm nay làm sự kiện trực tuyến thì vẫn gọi là vẫn bao bọc người thành viên trong gia đình này, và vẫn là anh, và vẫn mời anh tham dự các sự kiện của G-Connect, thì anh thấy rất là vui, nên là anh không chọn
là anh chỉ để tên Zoom của mình là HSMH mà anh để luôn cả GConnect. Coi như là mình là thành viên của hai gia đình, không chọn một cái gia đình nào cả. Ok, thì đấy là một chút giới thiệu về bản thân anh. Bây giờ anh sẽ chia sẻ cái màn hình của anh để vào nội dung chính. Share screen. Anh Thanh ơi, anh có nhìn thấy cái màn hình? Anh thấy rồi em. Lời mời làm chủ trải nghiệm. Yes. Dạ vâng, cảm ơn. Ok. Vậy thì buổi hôm nay các bạn có thể, trước khi anh bắt đầu nữa, thì anh sẽ có một số những cái lời mời để các bạn có thể có một cái trải nghiệm tốt nhất trong ngày hôm nay. Lời mời đầu tiên là các bạn hãy ngồi, ví dụ các bạn đang ngồi ghế thì các bạn có thể ngồi thẳng lưng, hoặc là các bạn có thể đứng như anh để chúng ta sẽ không cảm thấy buồn ngủ hay là quá là mệt. Các bạn ngồi thẳng lưng này và hãy chuẩn bị sổ hoặc là laptop để các bạn có thể ghi chú những cái điều hay hoặc là các điều mới mà các bạn học được từ hôm nay. Nếu mà có điện thoại thì hãy giúp anh để điện thoại ở chế độ zoom. Và nếu mà có thể thì chúng ta sẽ cùng mở camera ra để trò chuyện, nhìn vào camera nhìn thấy nhau và trò chuyện với nhau như những người bạn. Và mấy tháng Sài Gòn, 5 tháng đúng không nhỉ anh nhỉ? 5 tháng online ở nhà rồi thì chắc là cũng sẽ muốn có những cái tương tác thật với nhau, nên là có thể thì các bạn thoải mái, các bạn hãy mở camera lên. Cái lời mời thứ hai là buổi chia sẻ của anh ngày hôm nay, mặc dù nó chỉ diễn ra trong khoảng một tiếng thôi, nhưng mà nó sẽ có những cái hoạt động mà anh sẽ tương tác với mọi người rất là nhiều, nên là anh mong mọi người có thể hiện diện và tập trung gọi là tham gia vào các hoạt động đó một cách trọn vẹn nhất. Cái điều thứ ba, cái lời mời thứ ba anh muốn mời mọi người đó là có thể những cái điều anh nói chắc chắn mọi người sẽ biết rồi, có thể các bạn sẽ biết CV là gì, và cũng có thể có một số điều các bạn chưa biết, nhưng mà anh muốn mời mọi người hãy tham gia buổi hôm nay với một cái tâm trí cởi mở và một cái sự tò mò, bởi vì có thể là sau này có những cái bạn mà các bạn đi chưa đủ may mắn để tham gia những cái sự kiện này, hay là các bạn ý sẽ là cựu du học sinh Thụy Sĩ trong tương à sẽ là du học sinh Thụy Sĩ trong tương lai chẳng hạn, thì mọi người có thể chia sẻ những cái kiến thức mọi người đã học được từ buổi hôm nay cho các bạn ý. Và cái thứ tư là nó rất là đơn giản thôi. Cái lời mời này có nghĩa là khi mà mọi người có bất kỳ một cái câu hỏi hay là một cái quan ngại gì thì mọi người có thể thoải mái nhắn vào trong chat box, hoặc là ở cuối nếu mà còn có thêm thời gian thì mọi người có thể bật mic và hỏi anh về cái buổi chia sẻ ngày hôm nay. Nếu mà các bạn đồng ý tham gia bốn cái lời mời rất là dễ này thì mọi người có thể gõ số 1 vào trong chat box được không ạ? Ok, cảm ơn bạn Trần Hồng Hạnh, Mạnh Thanh Nguyễn. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Để cho to cái này lên để mở slide. Ok, slide thứ 2. Anh sẽ nói thêm một chút xíu về cái lý do mà có cái buổi hôm nay. Thì ngoài những cái thông tin mà anh vừa giới thiệu thì anh có một cái biệt danh, đó chính là Hiếu Hội Thảo. Bởi vì kể một câu chuyện vui là hồi bé anh rất là thích đi hội thảo. Và thường là anh đi hội thảo khắp Hà Nội về du học, về du học các nước Anh, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, anh đi tìm hiểu về du học. Và anh cũng tham gia các buổi hội thảo về kỹ năng tập huấn viết CV. Anh đi nhiều hội thảo đến mức mà mẹ anh đặt cho anh một cái biệt danh là Hiếu Hội Thảo. Đó. Và có một cái rất là vui, gọi là lợi ích của việc này, đó là về sau khi mà anh đi chơi á, anh đi chơi với bạn hay là anh đi đâu đấy, mà mẹ anh chỉ cần hỏi anh là đi đâu đấy, và anh quay ra bảo mẹ anh là con đi hội thảo, thế là mẹ anh không hỏi thêm một câu gì, không hỏi thêm là đi với ai hay là mấy giờ về, chỉ cần biết là đi hội thảo, đi học là sẽ đồng ý luôn. Đó. Thì cái biệt danh này, đó là một cái nickname, một cái biệt danh vui của anh thôi. Thì bởi vì có cơ hội đi rất là nhiều hội thảo như vậy và học về kỹ năng viết CV, và từ đó là anh mới tập trung để chia sẻ những cái kỹ năng đó cho những cái người bạn của anh. Anh mới chữa CV cho mọi người và anh mới tổ chức những cái buổi như buổi hôm nay chia sẻ về cách viết CV, và anh nhận được một cái tín hiệu rất là khả quan. Có nghĩa là hồi anh ở bên SHMS, IHTI thì anh có chữa giúp các bạn góp ý CV, các bạn Việt Nam bên đó góp ý CV của các bạn, và các bạn được nhận vào các tập đoàn khách sạn, khá là tập đoàn khách sạn 5 sao. Đó, nên là anh thấy là đây là một cái tín hiệu rất là khả quan trong việc anh giúp đỡ mọi người, gọi là góp ý cái CV của mọi người. Nên là hôm nay là anh tham gia cái buổi chia sẻ hôm nay của GConnect, bởi vì anh muốn lan tỏa những cái mà anh đã học được về cách viết CV, và thứ hai chính là cái điểm cuối cùng trong này là anh muốn gọi là
thực hành cái giá trị dịch vụ, cái giá trị service, và một trong những ba cái giá trị cốt lõi mà anh dùng là làm kim chỉ nam cho mình. Thì anh, đây là một cái buổi chia sẻ để anh đơn thuần là anh thực hành cái giá trị dịch vụ và chia sẻ những kỹ năng, những cái kiến thức mà anh học được qua gần 10 năm đi tham gia hội thảo ở các tổ chức khác nhau. Rồi, vậy thì hôm nay các bạn sẽ học, trong một tiếng các bạn sẽ đi qua hai cái phần chính. Thứ nhất, anh sẽ đi qua những cái rất là cơ bản là CV là gì, mục đích của cái ấn phẩm này là gì và các bộ phận cấu thành nên một CV. Ngoài ra thì cái phần thứ hai là cái phần anh sẽ nói xuyên suốt trong buổi hôm nay là những cái tư duy đặc biệt mà anh học được và anh tự đúc kết để tạo nên một cái CV có thương hiệu cá nhân của mình, một cái CV có tinh tế và có chiến lược để có thể ví dụ như là ở đi học Thụy Sĩ, du học Thụy Sĩ hay là đi du học bất kỳ nơi đâu thì các bạn có thể là nhận được lời mời thực tập, lời mời đi làm ở các tổ chức, các công ty khác nhau. Vậy thì nếu mọi người đã, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay, các bạn có thể gõ số 2 vào chat box giúp anh được không? Hình như là anh Hiếu có một chút vấn đề về đường truyền, các bạn chờ chút xíu để anh đưa anh Hiếu vào lại. Rồi anh Hiếu chuẩn bị vào lại nha quý vị. Rồi đây, Hiếu vào lại rồi. Anh Thanh ơi, hình như là khi mà em share screen là cái Zoom nó hay bị out á, nên là anh có thể giúp em share cái slide. Ok, ok, rồi để anh nói kỹ thuật share cái slide của em. Anh có slide chưa ạ? Hay để em gửi lại cho anh ạ? Có rồi, anh nghĩ là mình bên anh đã có trước. Dạ. Ok. Sẽ mời lại rồi, bên anh sẽ trình chiếu cái slide đó và mình nói theo cái slide đó ha. Dạ. Ok. Không biết lúc nãy là mọi người đang nghe em dở đoạn nào thì em bị phát giải. Anh thấy ngay cái đoạn, tức là cái slide đầu thôi, là phần thứ cái câu số 1 sau cái slide này đi bạn. Quay lại. Cái này em nói rồi, em nói về hai cái phần mình chia sẻ ngày hôm nay đó. Next please. Dạ, cho em slide tiếp theo nhé. Tiếp theo đi Thiện. Dạ. Rồi, đúng rồi, ok. Em cảm ơn anh. Nay mình sẽ bắt đầu học về những cái khái niệm rất là cơ bản. CV là gì, mục đích của CV và các bộ phận cấu thành nên một CV. Ngoài ra, anh sẽ chia sẻ những cái tư duy mà anh học được qua những cái buổi hội thảo anh đi và những cái đúc kết cá nhân của anh để tạo nên một cái ấn phẩm CV có thương hiệu cá nhân, một cái CV tinh tế, không bị quá là khoe mẽ, và một cái CV có chiến lược. Vậy thì nếu mà các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay, các bạn có thể gõ số 2 vào chat box giúp anh được không? Số 2. Ok, anh mở luôn. Rồi, cho em xin. Ok ạ.
Vậy thì khái niệm đầu tiên ở đây, không biết là có bạn nào đã nghe đến CV hoặc là một cái khái niệm khác là resume chưa? Đó, thì tí nữa là anh sẽ nói sự khác biệt giữa hai cái. Nhưng mà buổi hôm nay chúng ta sẽ tập trung chính vào CV. Vậy thì CV là gì? Cá nhân anh định nghĩa CV là một cái ấn phẩm thể hiện nhân hiệu. Nhân hiệu chính là thương hiệu cá nhân, thể hiện cái thương hiệu cá nhân của mình qua những cái câu chuyện tinh tế và có chiến lược. Thể hiện những cái ví dụ như kỹ năng mềm, chuyên môn của mình, kinh nghiệm xã hội hoặc là kinh nghiệm làm việc của mình. Đó là phần what, CV là gì. Vậy phần who thì CV sẽ dùng cho ai? CV chúng ta sẽ dùng để gửi cho người phỏng vấn hoặc là một cái bộ phận tuyển dụng ở một tổ chức hoặc một công ty, với mục đích của nó là để ứng tuyển vào cái tổ chức đó. Và anh mở ngoặc ở đây là vòng 2, bởi vì có rất là nhiều công ty, mục đích chính của CV không phải là để cho các bạn có thể được một cái lời mời thực tập hoặc là lời mời đi làm ngay lập tức, mà nó đơn giản là chỉ đưa cho các bạn vào vòng 2 trong quá trình tuyển dụng mà thôi. Vòng 2 thì có thể một số công ty sẽ là vòng phỏng vấn, hoặc là một số tổ chức khác sẽ là những cái vòng kiểm tra kỹ năng, kiểm tra năng lực khác nhau. Thì mục đích chính của CV là đưa cho các bạn đến với vòng 2. Ngoài việc thể hiện thương hiệu cá nhân thì sẽ là đưa cho các bạn đến với vòng 2 của quá trình tuyển dụng. Và một cái cá nhân nữa mà anh dùng, anh nhìn nhận cái CV như là một cái nguồn động lực, bởi vì khi mà anh ngồi lại, anh nhìn lại những cái trải nghiệm mà anh đã đi qua và anh gọi là anh ghi nó vào cái CV của anh, thì anh thấy đó là một cái nguồn động lực, bởi vì anh thấy là thật ra mình làm những cái trải nghiệm này nó đều có ích ở một thời điểm nào đấy trong tương lai, chứ nó không phải chỉ đơn thuần là một cái mình làm để cho gọi là mọi người hay gọi là đánh bóng hoặc là bóng bẩy CV đó, nhưng mà thực sự là những cái hoạt động anh làm, những cái hoạt động rất là hay và ý nghĩa. Ví dụ như là làm trong ngành hospitality, dịch vụ khách hàng, không thì cái giá trị dịch vụ, cái giá trị service nó là một cái rất là được mọi người nói đến rất là nhiều đó. Thì những cái anh làm, ví dụ như là buổi hôm nay anh chia sẻ với mọi người, hay là anh tham gia vào trại hè của G-Connect, thì khi mà anh nhìn lại nó, tất nhiên là nó giúp anh có một cái CV đẹp, nhưng mà nó còn là một cái nguồn động lực để thúc đẩy mình là mình đang làm những việc có ý nghĩa, mình đang làm những cái việc mà nó lên con người mình là ai, nó lên thương hiệu cá nhân của mình là ai đó. Thì đây là một cái cách cá nhân khác mà anh dùng CV cho mục đích này, ngoài cái việc là dùng để xin việc hoặc là ứng tuyển ở một tổ chức. Rồi, phần này rất là đơn giản thôi. Mọi người có câu hỏi gì mọi người cứ gõ vào chat box, anh sẽ kiểm tra, anh sẽ xem cái chat box liên tục. Anh cho em xin slide tiếp theo với ạ. Okay. Đây là một số những cái điểm gọi là fun fact, những cái điểm thú vị về CV. Thì đầu tiên là nhà tuyển dụng sẽ dành từ 5 đến 10 giây, trung bình anh nhớ là 7,1 hay 7,2 giây gì đó để xem một cái CV. Và mọi người chú ý là nhà tuyển dụng sẽ không xem trực tiếp. Ở những cái công ty lớn, ví dụ như là những cái tập đoàn đa quốc gia, thì nhà tuyển dụng sẽ không xem CV của các bạn ngay từ đầu, mà nhà tuyển dụng sẽ dùng một cái phần mềm gọi là Applicant Tracking System, viết tắt là cái số 2 ấy, là viết tắt là ATS. Nhà tuyển dụng sẽ dùng một cái phần mềm này để lọc ra những cái CV phù hợp trước, sau đó nhà tuyển dụng mới dành khoảng 5 đến 10 giây để xem CV của các bạn. Thì 75% CV không qua cái vòng duyệt của cái hệ thống ATS này. Thì tí nữa anh sẽ nói tại sao không qua. Đó. 60% là nhà tuyển dụng những cái CV đấy sẽ qua nếu mà là những cái CV cá nhân hóa với công việc ứng tuyển. Và 90% những cái đường dẫn link, ví dụ như là đường dẫn đến LinkedIn hay là đường dẫn đến blog cá nhân hay là website của các bạn mà các bạn để trong CV, thì nhà tuyển dụng sẽ ấn vào và xem những cái đường dẫn này. 76% mọi người thường sẽ bị CV sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe á, là do email của các bạn không chuyên nghiệp. Ví dụ như là email không để tên, hay là email để là tôi yêu Thụy Sĩ hay là như nào đó. Đó, thì đấy là những cái email mang không được chuyên nghiệp thì sẽ bị loại ngay lập tức. Và 88% CV cũng bị loại bởi vì CV để ảnh cá nhân của mình. Thì nữa anh sẽ nói luôn tại sao. Nhưng mà cái này anh cũng muốn nói luôn là khi mà anh đang chia sẻ về cái CV ở đây là nó là một cái bản CV toàn cầu. Ví dụ khi mà các bạn về sau các bạn đi học ở các trường tập đoàn SCG chẳng hạn, thì trường sẽ yêu cầu các bạn để ảnh. Đó, thì đấy là một điều hoàn toàn không sai. Nhưng mà về sau khi mà các bạn đi làm thì tùy vào cái công ty đó, nếu mà công ty họ yêu cầu gửi CV kèm ảnh thì các bạn có thể để ảnh. Đó. Nhưng mà thường CV sẽ không để ảnh. Thì nữa anh sẽ nói kỹ hơn về phần này. Thì đây là một số những cái điểm thú vị về CV anh khám phá được qua những cái trang ở dưới, cái trang web ở dưới. Anh cho em xin slide tiếp theo với ạ. Rồi, ok, đây là một cái
điểm mà anh, cá nhân anh thấy rất là quan trọng, bởi vì khi mà các em tham gia một cái hội thảo về CV ở bất kỳ nơi đâu á, cá nhân anh đi tham gia nhiều hội thảo nhưng chưa một nơi nào họ nói đến việc là các em cần nghĩ gì, cần có những cái tư duy gì trước khi viết CV. Mọi người phần lớn sẽ nhảy vô nói luôn CV là gì, sau đó dạy luôn các em cách để viết một CV đẹp đó, nhưng mà không ai nói về những cái tư duy và những cái chuẩn bị cần có trước khi viết một CV. Thì cá nhân anh thì anh thấy là trước khi viết, điều đầu tiên các bạn phải đặt ra một câu hỏi là khi nhà tuyển dụng xem cái ấn phẩm này của mình thì họ sẽ toát lên được trong cái, họ sẽ toát lên được trong đầu họ là ba từ gì về bản thân mình đó. Thì ở đây là ví dụ như là cá nhân anh khi mà hỏi, bây giờ ví dụ em hỏi anh Thanh đi, em hỏi anh Thanh là ba giá trị cốt lõi của anh là gì, thì anh có trả lời được luôn không ạ? Khó đúng không? Tức là để mà ngay lập tức thì sẽ rất là khó. Vâng, rất là khó. Nó là một cái quá trình mà mình phải làm rất nhiều bài tập để mà phải suy nghĩ, chiêm nghiệm rất là nhiều thì có thể rút ra được. Ví dụ giả sử nhá, khi mà anh viết CV của anh thì ba cái giá trị anh sẽ muốn, gọi là ba cái từ mà anh muốn nhà tuyển dụng nhớ với anh. Thứ nhất là giá trị dịch vụ. Đó, thì điều này thể hiện là các công việc mà anh làm đều là những cái công việc về ngành đúng về chuyên môn của anh, là về hospitality và về service. Đó, ví dụ cái thứ hai mà anh muốn thể hiện là kỹ năng bán hàng, sales, là anh thể hiện là mình có một kỹ năng bán hàng tốt. Đó, và cái thứ ba là cái từ là teamwork, là cái kỹ năng về làm việc nhóm. Đó, thì đấy là ví dụ về ba cái từ, ba cái hình ảnh mà các em muốn truyền tải qua cái CV của các em. Thì ở đây là nếu mà các em nào muốn thì anh đây, anh để một cái folder, anh Thanh có thể click vào cái chữ màu xanh understand yourself giúp em được không? Nó sẽ hiện ra một cái, nó không hiện ra. Ok, để em gửi link ở đây luôn. Thì đại khái là đây là danh sách những cái bài tập mà anh đúc kết mà anh đã làm để các bạn có thể tìm ra được những cái giá trị cá nhân của bản thân. Thì cái này đây, để anh gửi luôn vào đây. Em sẽ gửi luôn vào chat box. À, đó rồi ạ, em thấy rồi ạ. Em mở được rồi đúng không ạ? Rồi, bắt đầu. Vâng, thì đây là những cái bài tập, có rất nhiều bài tập khác nhau, có cả những cái trắc nghiệm được tiêu chuẩn hóa toàn cầu, ví dụ như là mọi người biết là MBTI là trắc nghiệm 16 tính cách, hay là những cái bài tập ví dụ như là viết nhật ký, những cái câu hỏi có sẵn. Thì đây là những cái bài tập anh muốn chia sẻ. Thời gian có hạn nên là anh chỉ chia sẻ danh sách các bài tập thôi. Còn khi mà mọi người ở nhà, mọi người rảnh rỗi thì mọi người có thể ngồi và thực hành chọn ra cái bài tập yêu thích, cái hình thức bài tập yêu thích của mình để tìm ra ba giá trị cốt lõi. Từ đó khi mà mọi người viết CV, mọi người đặt ra câu hỏi là ba cái tính từ hoặc là ba cái hình ảnh mà mọi người muốn nhà tuyển dụng nhớ về mọi người sau khi xem CV của mọi người sẽ là gì. Đó, đây là một cái tư duy đầu tiên mà anh muốn mọi người, anh khuyên mọi người nên có trước khi bắt đầu viết CV. Rồi ạ, anh có thể quay lại slide giúp em được không ạ? Dạ, anh cho em xin slide tiếp theo đấy ạ. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ biết được CV là gì rồi. Vậy thì có thể các bạn sẽ từng nghe một khái niệm khác là resume. Vậy thì bây giờ sẽ là một cái hoạt động nho nhỏ để mọi người có thể đoán được sự khác biệt giữa CV và resume. Slide tiếp theo vượt cho em giúp em đấy ạ. Rồi, vậy thì bây giờ anh sẽ gửi vào chat box một cái ấn phẩm. Mà cái ấn phẩm này chính là cái ấn phẩm mà anh dùng hồi ở Thụy Sĩ, hồi đi cái RAF, cái ngày hội tuyển dụng á, để anh nộp CV vào một cái công ty ở Mỹ. Và bây giờ các bạn sẽ xem qua cái ấn phẩm đó và các bạn sẽ đoán xem là cái nào là CV và cái nào là resume. Các bạn sẽ xem từ trang 3 đến trang 5 nha. Đó, để anh... Rồi, anh vừa gửi vào chat box, các bạn hãy mở ra giúp anh nha. Thì các bạn hãy kéo xuống luôn trang thứ 3 đến trang thứ 5. Anh sẽ dành khoảng 1 đến 2 phút. Các bạn sẽ xem và các bạn hãy cùng bật mic và nói được những con sắt của các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ để ý thấy là ở đây đang có hai ấn phẩm. Ấn phẩm đầu tiên là trang số 3
và ấn phẩm thứ hai là trang 4 và trang 5. Thì các bạn hãy cùng đoán xem cái nào là CV và cái nào là resume. Nếu mà có thể thì hãy nhìn luôn là tìm cố gắng tìm ra một số điểm khác nhau, có thể là về hình thức hay là về độ dài hay là về nội dung, sự khác biệt giữa hai ấn phẩm này. Mọi người có thể xem mở riêng ở máy của mọi người hoặc là xem trên màn hình G-Connect đang chia sẻ luôn nha. Ok, anh sẽ mời một số bạn bật mic, anh sẽ mời ngẫu hứng một số bạn lúc nãy trong chat box nha. Anh mời bạn Lê Thị Xuân Mai đi. Bạn có ở đây không? Bạn có thể tắt mic và nói được sự khác biệt giữa hai ấn phẩm không? Cái nào là CV nhỉ? À, dạ, theo em thì cái đầu tiên là resume, còn cái trang 4 và trang 5 là CV. Ok, anh cảm ơn em. Anh có thể mời một bạn nữa bật mic và nói xem là các bạn quan sát được hai cái này có gì khác nhau không nhỉ? Hai cái ấn phẩm này có gì khác nhau không? Một bạn nào nói bất kỳ đi. Anh mời một bạn nam đi. Anh thấy ở đây số 5 đi Nhật Đức. Bạn Nhật Đức có ở đây không? Mình kiếm ra điểm khác biệt anh. Em có thể tìm ra một cái bất kỳ. Anh vẫn nghe thấy em. Biết có nghe thấy ai không? Dạ có ạ. Em nghĩ CV là cái mà không có hình. Như anh mới nói lúc nãy. Là cái số 2 đúng không em? Dạ đúng rồi. Ok. Rồi anh cảm ơn tất cả mọi người. Cả hai bạn thấy đấy rất là đúng. Cái trang số 3, cái ấn phẩm đầu tiên ý, thì là resume. Và trang số 4 và trang số 5 chính là CV. Anh giúp em quay lại slide với ạ. Anh cho em xin slide tiếp theo vậy ạ. Ok. Là lúc nãy là một cái hoạt động nho nhỏ thôi để mọi người thực hành xem qua rất là nhanh với một cái con mắt của nhà tuyển dụng. Ấn phẩm nào là CV và ấn phẩm nào là resume. Vậy thì sự khác biệt giữa ấn phẩm này là gì? Đầu tiên nó sẽ là độ dài. CV hay còn viết tắt là trong tiếng Latin có nghĩa là curriculum vitae, trong tiếng Anh có nghĩa là course of life. Và thường cái độ dài của CV sẽ là 2 trang hoặc hơn, tùy vào cái nghề nghiệp của các bạn. Ví dụ như là các bạn, giả sử như là các bạn làm nhà văn chẳng hạn, hoặc là làm về những cái công việc sáng tạo như kiểu là họa sĩ, hay là có những cái công việc mà rất là nhiều ấn phẩm các bạn cần xuất bản, thì cái CV của các bạn sẽ rất là dài đó. Hay nó còn gọi CV đó là dạng CV sáng tạo, hay còn gọi là portfolio đó, thì nó sẽ phải đính rất nhiều ảnh và các gọi là các thành tích của mọi người đó. Nhưng mà một cái CV chuẩn thì thường sẽ là 2 trang, và resume thường sẽ là 1 trang. Cái điểm khác biệt thứ hai nó sẽ là nội dung. Thì resume, cái hồ sơ của anh á, anh để resume ở trước bởi vì nó chỉ là một cái 1 trang rất là ngắn gọn, mang tính tổng quát và liệt kê. Ví dụ như là liệt kê là anh làm ở đâu, làm ở những cái tổ chức nào, có những thành tựu gì. Nó chỉ đơn thuần là liệt kê các kinh nghiệm và kỹ năng và các thông tin khác mà anh muốn liệt kê, những kỹ năng mà anh có. Đó. Cái lý do mà cái hồ sơ của anh để resume ở đầu bởi vì đơn giản hồi đó anh quan niệm là khi mà nhà tuyển dụng họ nhìn vào resume, họ thấy, họ nhìn qua khái quát, họ thấy muốn tìm hiểu thêm về người này thì họ sẽ sang cái ấn phẩm tiếp theo, đó là CV. Vậy thì nội dung CV sẽ là những cái nội dung chi tiết về những cái kinh nghiệm mà anh liệt kê trong resume. Ví dụ như là chi tiết ở đây là ví dụ như là anh được tham gia những cái buổi tập huấn nào ở trường này, anh có điểm phẩy bao nhiêu này, anh đạt được những thành tựu gì khi thực tập. Đó là những cái thông tin chi tiết thay vì liệt kê giống resume.
Và cuối cùng, sự khác biệt giữa hai cái ấn phẩm này đó là mục đích. Resume thường sẽ là chỉ dùng để ứng tuyển việc làm thôi, bởi vì các em hình dung là trong vòng 1 thì nhà tuyển dụng sẽ chỉ muốn biết những cái thông tin cơ bản trước. Sau đó nếu mà họ muốn đào sâu thêm về cái trải nghiệm đó, ví dụ như là bạn học cái gì ở công ty này, bạn có thành tựu gì, thì họ có thể kiểm tra trong vòng 2 là vòng phỏng vấn. Đó. Nên là mục đích của resume thường sẽ dùng để ứng tuyển việc làm là chính. Và cái nơi mà dùng resume nhiều hơn sẽ ở châu Âu. Đó, ví dụ như những nước như là Đức chẳng hạn. Đức thì họ sẽ rất thích ứng viên dùng resume, và họ sẽ không thích những ứng viên mà gửi một cái CV 2 trang quá là nhiều thông tin ngay từ đầu. Đó. Còn CV thì nó sẽ dùng đa mục đích. CV bây giờ các em ngoài ứng tuyển đi làm thì các em có thể dùng để nộp hồ sơ xin học bổng. Đó. Và nó cũng được dùng rộng rãi hơn ở tất cả các châu lục, cả châu Âu, châu Mỹ, châu Á. Đó. Đây là sự khác biệt chính giữa hai cái ấn phẩm này. Và lý do, có bạn nào có thể đoán được tại sao anh gọi CV là một, anh dùng từ ấn phẩm thay vì anh gọi nó là một văn bản không? Bởi vì bản chất của nó cũng có thể in ra là một tờ giấy thôi đúng không? In ra một tờ giấy hai mặt thì có thể gọi nó là một văn bản. Nhưng mà tại sao anh lại dùng từ ấn phẩm? Có bạn nào có thể gõ vào chat box hoặc là bật mic nói cho anh được không? Có bạn nào không nhỉ? Anh thử mời một bạn à. Anh mời bạn Phạm Tường An đi. Tường An có đó không em? Dạ em có ạ. Em có đoán được tại sao anh lại gọi CV là ấn phẩm thay vì không gọi nó là một văn bản không? Em cũng không biết nữa. Ok, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn Tường An với một cái sự chân thật, một cái chân thành. Không biết nói là một chuyện rất là bình thường đúng không? Nguyễn Vũ Bảo Hân, quá trình trải nghiệm của mình về công việc và việc học tập về ngành này ạ. Ok. Cảm ơn bạn An và Bảo Hân nha. Cái lý do mà anh gọi nó là ấn phẩm, bởi vì nếu mà văn bản ấy, thì nó đơn thuần, khi mà nghĩ về từ văn bản thì nó sẽ chỉ là liệt kê thôi. Mình có cái gì mình liệt kê cái đó, thì đôi khi nó sẽ mang phần là hơi chán, như kiểu một cái văn bản Word bình thường ấy, nó có thể là một cái hồ sơ hợp đồng, nó không có một cái thông tin gì thể hiện cá nhân mình là ai đó. Còn cái ấn phẩm thì bởi vì anh thấy anh gọi nó là ấn phẩm bởi vì anh nghĩ là không một ấn phẩm nào giống ấn phẩm nào. Ví dụ một cái CV của anh và một cái CV của các em chắc chắn là sẽ hoàn toàn khác nhau đó, và các em có thể sáng tạo tùy theo cái cá tính của anh. Ví dụ anh lấy ngay một cái ví dụ là cái bản hồ sơ mẫu lúc nãy mà anh nộp đi thực tập ở Mỹ á, cái lý do mà anh để màu cam màu đen là bởi vì cái công ty mà anh ứng tuyển vào hồi đó là một công ty làm về gọi là du lịch cấp cao, luxury travel, những cái du lịch sang chảnh, đã gọi dân dã là du lịch sang chảnh á. Đó, thì màu đen là một cái màu thể hiện cái sự quyền lực và sự chuyên nghiệp và sự cao quý. Màu đen là màu xanh nước biển. Và cái màu cam là màu chính, cái màu thương hiệu của cái công ty mà anh ứng tuyển. Đó, thì đấy là lý do mà anh nộp vào, anh dùng màu cam và màu đen vào cái công ty đó. Ví dụ về sau các em nộp vào Google chẳng hạn, hay là nộp vào một cái khách sạn, ví dụ như là khách sạn Ritz-Carlton đi, là một cái khách sạn, cái màu chủ đạo của họ sẽ là màu xanh nước biển. Đó, thì các em có thể tùy vào cái tâm lý học màu sắc, các em có thể dùng cái CV theo màu của cái công ty đó, hoặc là màu các em thích. Hay một cái ví dụ nữa mà các bạn làm những ngành sáng tạo, ví dụ như là marketing, thì các bạn có thể dùng màu vàng, bởi vì màu vàng hoặc là màu cam thì hiện sự sáng tạo. Đó, thì anh dùng từ ấn phẩm ở đây có nghĩa là các em có thể sáng tạo nó, chứ không phải chỉ là một cái văn bản trắng đen Word và các em liệt kê tất cả những cái các em có. Đó, có bạn nào gõ vào đây? Nguyễn Quang Huy là sản phẩm của cá nhân để lại ấn tượng ngay từ ban đầu cho người đọc. Chính xác. Trần Hồng Hạnh, em nghĩ là bởi vì CV có đầy đủ nội dung, hình ảnh và thông tin gửi tới HR nhân sự. Ok, cảm ơn mọi người. Rồi, anh cho em xin slide tiếp theo vậy ạ. Rồi, vậy thì CV ở đây sẽ cần có những cái gì? Đầu tiên nó sẽ là có những cái thông tin cá nhân của mọi người. Và ở đây chỉ đơn giản, thường sẽ là tên là cái đầu tiên. Thông tin liên lạc là email, điện thoại, LinkedIn, website hoặc blog của mọi người. Thì thường nó sẽ có tối đa là 4 đến 5 thông tin cá nhân. Đó. Những cái tiếp theo là sở thích, mục tiêu cá nhân, mục tiêu nghề nghiệp, người giới thiệu. Thì cái lý do mà anh in đậm 4 cái này ý, bởi vì 4 cái này không phải là 4 cái bắt buộc. Mình chỉ nên cho 4 cái này vào khi mà nó
quay lại cái tư duy đầu tiên anh nói ấy, khi mà nó nói lên được con người mình là ai và nó liên quan đến cái công việc mình đã ứng tuyển. Ví dụ nhá, là anh học ngành hospitality, dịch vụ khách hàng, thì anh thích trải đi những cái chuyến đi du lịch, nhưng cụ thể là anh thích đi những cái du lịch dưới hình thức là du lịch xanh, sustainable tourism đó. Hay là anh có một cái sở thích là anh thích đi khám phá những cái nhà hàng và anh có một cuốn sổ là anh viết những cái cảm nhận, những cái review về cái nhà hàng đó, thì những cái sở thích đó nó hoàn toàn bổ trợ cho cái ngành học của anh và những cái công việc sau này của anh nó liên quan đến cái ngành, thì đấy là lý do anh cho sở thích của anh vào đó. Đó, thì đấy, khi mà những cái này, những cái bốn cái anh in đậm ý, nó không phải là những cái bắt buộc, mà một khi nó nói lên được con người mình là ai, ba cái từ về mình và nó bổ trợ cho cái ngành nghề hoặc là cái công việc của mình đã ứng tuyển thì mình hãy nên cho nó vào. Còn những cái thông tin ví dụ sở thích như là đọc sách đó thì nó rất là chung chung và nó sẽ là những cái thông tin gây nhiễu mà các em không nên cho vào CV. Nhưng mà nếu mà các em ghi là các em thích đọc sách về khách sạn chẳng hạn đó, hay là đọc riêng một những cái thể loại sách về du ký chẳng hạn đó, nếu mà nó giúp đỡ nó lên được ba cái tính từ thương hiệu cá nhân của các em thì các em có thể cho nó vào, còn không thì các em có thể không cần thiết để cho bốn cái thông tin này vào. Những cái thông tin cơ bản khác ví dụ như là giáo dục này, mình học trường nào, mình có bằng gì, mình đã làm kinh nghiệm việc làm, mình làm ở đâu, hoạt động xã hội như thế nào, kỹ năng ví dụ như là kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng máy tính, kỹ năng chuyên môn về ngành và những cái điểm mạnh khác các bạn có, ví dụ như là những cái giải thưởng và những cái gọi là ấn phẩm nếu mà các bạn làm research, làm nghiên cứu và có xuất bản ở đâu đó chẳng hạn, thì các bạn có thể cho vào CV. Anh cho em xin slide tiếp theo với ạ. Đây thì đây là một cái, mọi người đừng đọc chi tiết nhé, nhưng mà chỉ nhìn qua thôi, là một cái format chuẩn của CV. Đó là có thông tin cơ bản ở trên và các phần anh vừa nói là giáo dục này, phần làm việc này, hoạt động ngoại khóa và các kỹ năng khác. Anh cho em xin slide tiếp theo vậy ạ. Vậy thì CV không nên có những gì? Thì đầu tiên anh nói luôn là CV sẽ không nên có, trừ khi nhà tuyển dụng yêu cầu, nhưng mà CV sẽ không nên có bất kỳ một cái thông tin nào mà cho nhà tuyển dụng có cơ hội để đánh giá các em. Ví dụ ở đây là ngày sinh và tuổi, thì anh lấy một cái ví dụ thực tế luôn là hồi trước khi mà anh đi cái RAF, ngày hội tuyển dụng của Thụy Sĩ á, là tất cả mọi người nhà tuyển dụng sẽ yêu cầu luôn là CV của SCG. Bây giờ anh không rõ nhưng mà CV của SCG hồi đó sẽ phải có ảnh này và có quốc tịch và có ngày tháng năm sinh của các em. Đó, bởi vì sao? Ngày tháng năm sinh nhà tuyển dụng yêu cầu hồi đó bởi vì có những cái tập đoàn ví dụ như là du thuyền, đi làm ở du thuyền thì các em sẽ chỉ được làm ở du thuyền khi các em đủ 21 tuổi, bởi vì các em sẽ phải, nếu mà các em làm mảng ẩm thực thì các em sẽ phải phục vụ đồ uống có cồn. Vì thế nên nếu mà dưới 21 tuổi thì chưa thể làm thực tập sinh trên các du thuyền được. Đó, nhưng mà hồi đấy thì anh lại không để ngày tháng năm sinh, thì anh quên, anh không nhớ, nhưng mà hồi đấy thì anh cũng không để ngày tháng năm sinh, nhưng mà anh đi phỏng vấn với du thuyền. Thế là phỏng vấn chán chê rồi, họ rất là thích và họ yêu cầu là gửi email, để lại email và họ sẽ gửi cái cơ hội, họ sẽ đồng ý cho anh thực tập ở đó. Nhưng mà lúc đấy thì họ mới hỏi là vậy thì ngày tháng năm sinh của bạn là gì để tôi ghi vào đây. Thì anh mới nói thì hồi đấy là anh chưa đủ 21 tuổi nên là anh chưa có cơ hội thực tập ở du thuyền, nhưng mà họ bảo là ừ vậy thì bạn có thể liên lạc, anh thiếu 1 tuổi, bạn có thể liên lạc lại vào năm sau. Đó. Một cái nữa là ví dụ như là cái ảnh chẳng hạn, thì lý do là mọi người không nên để ảnh là gì? Lại quay lại cái đó là mọi người có thể, ví dụ mọi người chuẩn bị một cái ảnh rất là đẹp đó, tóc buộc, áo có cổ rất là lịch sự, nhưng mà mọi người nghĩ nó là đẹp đó, nhưng mà nhà tuyển dụng thì có thể họ sẽ không thấy đó là đẹp. Ví dụ như là có những người sẽ chụp ảnh thẳng như này, có những người đứng nghiêng chụp ngang như này đó, thì có thể là họ sẽ không thích cái tư thế đó, hoặc là họ sẽ không thích cái kiểu tóc của các em đó, sẽ có rất nhiều cái họ có thể sẽ không thích, tức là mình sẽ tránh cái cơ hội để họ có thể phân biệt mình đó. Và thậm chí anh nhấn mạnh luôn, khi mà về sau các em đi làm ấy, có một số những cái ngành nghề ví dụ như là ngành consulting, là ngành tư vấn ấy, những cái công ty về Big Four ví dụ như là mọi người có nghe tên là BCG hay là McKinsey, những cái ngành consulting, ngành đó nếu mà các em cho ảnh thì cái CV của em sẽ bị loại ngay từ vòng đầu. Nên là chỉ cho ảnh trong hai trường hợp: thứ nhất là công ty đó yêu cầu, và thứ hai là nếu mà các em làm trong những cái ngành về thời trang nghệ thuật, ví dụ như là người mẫu chẳng hạn đó, thì những cái đấy sẽ phải để portfolio của mình sẽ cần để ảnh, còn tất cả các trường hợp khác các em sẽ không nên để ảnh trong CV của mình. Một cái lý do nữa không nên để ảnh bởi vì cái ảnh nó sẽ làm CV của mình nặng lên rất là nhiều đó, và khi mà cái CV của mình quá một cái dung lượng nhất định thì nó sẽ không qua cái phần mềm ATS, cái phần mềm Applicant Tracking System, sẽ không qua được cái phần mềm đó để nhà tuyển dụng đọc cái CV của mình. Thì đấy là lý do không nên để ảnh.
địa chỉ nhà hay thành phố, thì giả sử các em để địa chỉ nhà thì nhà tuyển dụng có thể đặt ra một câu hỏi ngẫu nhiên trong đầu là ồ, bạn này đến từ một cái thành phố nhỏ, vậy thì bạn ý có sẵn sàng làm việc ở những thành phố lớn không, bạn ấy có sẵn sàng đi du lịch công tác nhiều nơi không đó. Thì đây là một cái thông tin không trực tiếp nói lên các em là ai, mà cái thông tin về địa chỉ nhà này thì về sau có thể như là các em được nhận vào rồi thì phòng nhân sự sẽ yêu cầu những cái thông tin này để có thể là gửi thư từ hay là gửi một cái giấy tờ gì đó đến địa chỉ của các em. Còn ở giai đoạn vòng đầu của hồ sơ thì những cái thông tin này là không nói được các em là ai, nên là các em có thể bỏ những cái thông tin địa chỉ nhà, quốc tịch, tình trạng hôn nhân, gia đình em có bao nhiêu người. Anh quên mất lúc nãy không nói một cái ở trên, đó là giới tính. Thì giới tính mình sẽ không để hẳn luôn một cái dòng là giới tính nam hay nữ, mà mình để một cách tinh tế hơn. Ví dụ như là anh ấy thì anh để là Nguyễn Trí Hiếu mở ngoặc Mr. Thì cái lý do mà anh không để hẳn là female hay male ở đây á, bởi vì anh để Mr. là bởi vì khi nhà tuyển dụng gọi điện đến với anh ấy thì họ sẽ biết là bạn này là nam hay nữ để bạn ấy tiện xưng hô, để cái người tuyển dụng đó tiện xưng hô với mình. Đó, thì mình không để trực tiếp là giới tính của mình nam hay nữ, nhưng mình để một cách tinh tế, mình có thể để là Miss hoặc là Mr. Đó. Cái không nên có khác, rất nhiều người hay bị mắc lỗi là mọi người hay có một vài, có một đoạn rất là dài hoặc là một vài câu mô tả về cái tổ chức hoặc là công ty mọi người thực tập. Đó, thì cái thông tin này nó là không phải là thông tin về bản thân mình, nó là một thông tin về một cái bên thứ ba khác. Đó, nên là khi mà nhà tuyển dụng thường ý, thì họ cũng sẽ tò mò về công ty đó. Các em có thể để hyperlink là cái đường dẫn, đó, nhà tuyển dụng sẽ ấn vào đó để tìm hiểu về công ty hay là cái nơi câu lạc bộ của các em làm. Đó, chứ các em không cần để miêu tả là ví dụ như là SHMS là một trường top 4 của SCG, học về thiết kế nội thất và hospitality, ví dụ thế. Những cái thông tin đó là họ có thể tìm kiếm được ở ngoài, mà các em hãy cho những cái thông tin tập trung về bản thân các em. Đó, những cái thông tin tiếp theo cũng không nên có trong CV là những cái thông tin sáo rỗng, ví dụ như là Facebook của mình hay là những cái thông tin chỉ đơn thuần là liệt kê điểm phẩy và các môn học của đại học. Cái này có thể cho trên LinkedIn. Những cái thông tin trước đại học, ví dụ như là cấp 3 các em học trường gì, thì các em cũng không cần cho trong CV. Đó, thì đây là một số những cái CV có và không nên có. Anh chị em xin slide tiếp theo vậy ạ. Rồi, và đây sẽ là những cái tư duy cần nhớ tiếp theo. Thì anh nhấn mạnh lại một lần nữa là trước khi các bạn viết CV thì các bạn hãy tự hỏi, hãy ngồi và tự viết ra ba cái từ, ba cái hình ảnh mà các bạn muốn mang lại cho nhà tuyển dụng, cái người đọc CV của mình là gì. Đó. Cái tư duy thứ hai mà anh sẽ chia sẻ ở đây đó là cái một cái gọi là điểm vàng. Thì khi mà các bạn có một cái đây, anh lấy mẫu đây. Giả sử đây là một cái CV nhá. Nó đây là A4, hãy mọi người hãy tưởng tượng đây là một cái giấy tờ A4 nhé. Cái CV khi mà đã in ra cầm trên tay thì khi mọi người gập nó, gập từ bên trái xuống như này này, gập hết xuống dưới này này. Đó. Mọi người thấy cái phần bên trái này nhá, nó sẽ gọi là điểm vàng hay là gọi là golden zone. Bởi tại sao? Bởi vì theo như xu hướng thị giác của gọi là mọi người nói chung ý, thì các mọi người sẽ đọc từ trái qua phải và từ trên xuống dưới. Nên là những cái thông tin gọi là mọi người muốn nhà tuyển dụng nhớ nhất về mình, những cái nổi trội nhất về mình, thì mọi người có thể để ở phía bên trái, để trong cái phần golden zone này. Ví dụ như giả sử nếu mà anh nộp hồ sơ đi dạy tiếng Anh chẳng hạn, thì anh có thể để ở trong cái golden zone này một số thông tin. Ví dụ như là anh được IELTS 9 chấm, hay là anh được chứng chỉ về tiếng Anh, hay là anh đã dạy tiếng Anh ở bao nhiêu nước chẳng hạn. Đó, thì đây là những cái thông tin nổi bật của bản thân mình, thì các bạn có thể cho vào cái phần golden zone ở bên trái này. Thì đấy là những, sẽ là những cái mọi người nhìn thấy đầu tiên khi mà mọi người xem CV, khi mà nhà tuyển dụng xem CV của các bạn. Rồi, cái tiếp theo, tư duy tiếp theo mọi người cần nhớ là CV sẽ là một cái ấn phẩm tinh tế, nên là mọi người sẽ không liệt kê. Đó, vậy thì mọi người sẽ hỏi, vậy thì không liệt kê thì sẽ viết những cái gì phải không? Đó, thì tiếng anh sẽ nói kỹ hơn. Và dưới mỗi những cái trải nghiệm của mọi người thì mọi người sẽ để tối đa 3 đến 5 điểm marketable. Marketable đây có thể là dịch ra tiếng Việt có nghĩa là những cái kỹ năng mà thị trường đang tìm kiếm. Đó. Thay vì liệt kê, ví dụ như là giả sử anh làm thực tập ở thực tập sinh bộ phận ẩm thực ở khách sạn Hyatt ở Dubai chẳng hạn, thì anh sẽ không ghi là tôi đến và lau bàn và dọn dẹp và setup nhà hàng mỗi ngày. Đó là những cái duty, là những cái gọi là công việc mình phải làm rồi, thì nó đã nói về công việc chứ nó không nói về bản thân mình. Đó, thì anh có thể ghi cái điểm đầu tiên cho cái đợt thực tập đấy là anh đã phục vụ
tối thiểu 100 khách mỗi ngày. Đó, và anh đã giúp tăng doanh thu của nhà hàng lên 10%. Ví dụ như vậy, thì điều đấy là gì? Thứ nhất, anh vẫn nói được cái công việc anh làm là gì? Là phục vụ khách đến nhà hàng. Nhưng mà cái điểm thứ hai trong cùng một dòng đấy là anh nói luôn cái thành tựu mà anh đạt được là gì? Là anh giúp nhà hàng tăng doanh thu 10%. Và cái này, khi nhà tuyển dụng đọc được dòng đầu tiên này thì họ sẽ nảy lên ngay trong đầu mình một cái từ là à, bạn này có kỹ năng gọi là dịch vụ khách hàng hoặc là kỹ năng bán hàng. Bởi vì ví dụ như là bạn ấy phải có một cái kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng nói trước đám đông rất là tốt thì bạn ấy mới thuyết phục được khách gọi nhiều món ăn để từ đó tăng doanh thu 10% cho nhà hàng. Đó, thì đấy là một cái ví dụ là đọc một cái đấy thì sẽ bật lên ngay được một cái tính từ về bạn này, về cái ứng viên này. Thì đấy là một cái ví dụ, là một cái điểm mà thể hiện cái sự marketable, cái kỹ năng mà thị trường hoặc là cái ngành đó đang cần. Ok, thì đây là một số cái tư duy cần nhớ trước khi viết. Không biết đến đây bạn nào có câu hỏi gì, mọi người có thể nhắn vào chat box nha. Rồi ạ, anh Trang xin sang tiếp theo vậy ạ. Rồi, những cái tư duy thứ ba. Và mọi người sẽ đặt, có những người sẽ đặt câu hỏi là khi em được khuyên là nên để những cái động từ và những cái điểm nổi bật nhất ở đầu để khoe mẽ và thổi phồng về bản thân mình. Đó, thì anh muốn hỏi các bạn là ở đây có bạn nào đồng ý hoặc không đồng ý với câu này? Mọi người có thể bật mic lên nói nhanh tại sao đồng ý và tại sao không đồng ý được không? Là nên để những cái nổi bật nhất và dùng những cái động từ rất là to để nói về cái trải nghiệm của mình. Tại vì nếu mà để như vậy á, tại vì á, để như vậy thì khi mà người phỏng vấn người ta hỏi, người ta sẽ hỏi vài câu là người ta biết mình nói thật hay nói sai, nói đúng liền. Ừ. Thế có nghĩa là Hân là em không đồng ý với cái này đúng không? Với cái quan điểm này đúng không? Dạ đúng rồi. Ừ, ok, cảm ơn Hân. Có bạn nào đồng ý không? Là mình nên để dùng những cái động từ rất là lớn, ví dụ như là mình thành lập tổ chức này, mình tiếng Anh là founded đó, hay là điểm nổi bật nhất là mình được giải này giải kia. Có ai đồng ý với cái này không? Là nên để đầu tiên, ở cái điểm đầu tiên. Theo mình nghĩ là mình nên để cái experience of working trước, working experience, rồi sau đó mới tới là awards and achievement, xong rồi mới tới là order and activities. Ok, anh cảm ơn bạn Thắng nha. Thì cái điểm này sẽ là nó là một câu hỏi lừa mọi người. Cái này có nghĩa là vừa nên có vừa nên không. Thứ nhất, các bạn nên để những cái điểm nổi bật nhất ở đầu. Điều này anh có thể nói là đúng. Ví dụ như là giả sử như là các bạn học trường đại học A chẳng hạn, đó, và các bạn được giải sinh viên xuất sắc của năm, hay là được là tốt nghiệp dạng xuất sắc, đó, thì các bạn có thể để nó ngay ở cái điểm đầu tiên luôn. Còn không, cái điểm sai ở cái quan điểm này á, thì đó là việc là nếu mà nó là những cái các bạn không làm thì các bạn tốt nhất không nên để. Ví dụ như là giả sử nhé, các bạn, ví dụ anh lấy một từ trong tiếng Anh là một từ xây dựng, là từ building, và thứ hai là develop, là từ phát triển. Đó, ví dụ như là giả sử như là anh làm thực tập sinh ở G-Connect, và G-Connect có một cái dự án là marketing cho trại hè. Đó, thì tất cả những cái tài liệu, những cái thông tin về trại hè đã có một phần cơ bản rồi, thì anh chỉ việc sáng tạo, anh xây dựng, anh gọi là dùng những cái tài liệu đã có để anh marketing cho trại hè thôi. Đó, thì cái đó là anh có thể dùng từ develop và từ phát triển, dùng những cái tài liệu đã có sẵn. Còn cái từ build ở đây thì anh thường xây dựng thì anh sẽ hiểu là xây dựng từ một cái anh vào G-Connect và chưa có một cái tài liệu gì về marketing, là cái trại hè đầu tiên và anh cần nghĩ chiến lược và kế hoạch marketing, thì anh sẽ dùng từ là anh build, anh đã xây dựng một cái marketing plan từ số 0, chưa có gì. Đó, thì mọi người phải cẩn thận cách dùng từ của mình. Nếu mà các bạn không thành lập tổ chức đó thì các bạn sẽ không thể dùng từ founded thành lập được, hay là cái từ build và develop. Đó, hai từ đấy là hai từ khác nhau, nên là các bạn phải chọn động từ cho chính xác cái việc mà mình đã làm hoặc là đã đạt được, chứ không nên cố gắng tìm ra những cái động từ quá là to, hoặc là mọi người sẽ có tâm lý là dùng những cái động từ không lặp lại. Đó, nên là mọi người sẽ tìm những cái động từ khác nhau và không để ý là cái động từ này nó có chính xác hay không. Nhưng mọi người phải chú ý là cái động từ mọi người dùng cũng phải là chính xác, mọi người đã đạt được cái đó thì mọi người hãy dùng. Rồi, cái tiếp theo lúc nãy anh có nói, anh lấy ví dụ luôn rồi là màu sắc các bạn có thể dùng theo cái thương hiệu, theo cái công ty mà các bạn
nộp hồ sơ vào. Ví dụ như là GConnect là anh để ý là có màu đỏ và màu trắng chẳng hạn. Đó, thì CV các bạn có thể để hai màu này. Đó. Và cái nữa là các bạn hãy dùng những cái phông chữ trong CV là những cái phông chữ không có đuôi. Đó, ví dụ như không có đuôi ở đây là ví dụ như là nó không có dấu móc lên á. Ví dụ mọi người đang nhìn cái slide này á là những cái phông chữ không có đuôi. Nó là ví dụ chữ N hay chữ T là nó chỉ có một đường thẳng, chỉ có một đường ngang, nó không có móc, nó không có nối vào nhau. Thì cái phông chữ mà không có đuôi ấy, thì nó sẽ tạo cảm giác là CV nó sẽ thoáng hơn mà nó không bị nhức mắt. Một số phông chữ không có đuôi trong Word anh nhớ là có Calibri này. Và mấy cái khác anh cũng không nhớ, nhưng mà đấy anh nói à những cái gọi là Open Sans đó là những cái phông không có đuôi. Thì anh nói này chắc mọi người cũng hiểu phông chữ có đuôi và không có đuôi là như nào, thì mọi người có thể dùng những cái phông chữ không đuôi cho CV của mình. Và một cái tư duy rất là quan trọng khác, mọi người hãy nhớ ở đây là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là vậy thì em có 5-10 kinh nghiệm, em có nên cho hết cái đó vào CV không? Em có nên liệt kê không? Hay là nếu mà em có quá ít kinh nghiệm thì em nên viết cái gì trong CV? Thì ở đây là anh có một cái tư duy là anh muốn chia sẻ với mọi người là mọi người là người kể chuyện có chủ động. Cụ thể ở đây là gì? Ví dụ như anh từng làm thực tập ở Sài Gòn, mặc dù nó là một cái thực tập rất là ngắn thôi, nhưng mà ví dụ người Việt mình sẽ có tâm lý là hồ sơ nếu mà quá nhiều những cái công ty mà chỉ làm trong một thời gian ngắn thì mình không nên cho vào, bởi vì mình sẽ bị đánh giá là mình không có cam kết quá là lâu ở một công ty. Đó. Còn anh thì anh lại có một cái tư duy là nếu mà bất kỳ cái nơi mà các em làm á là một cái nơi mà các em có thể học được rất là nhiều thứ, thay đổi con người em một cách tích cực rất là nhiều và em có những thành tựu nhất định thì em vẫn nên cho nó vào CV, bởi vì khi mà em đi phỏng vấn em có thể kể một cái câu chuyện tích cực, một cái câu chuyện mà em tự hào về cái trải nghiệm thực tập hoặc là làm ở công ty này, thì các em vẫn nên cho nó vào CV, bởi vì các em là người kể chuyện có chủ động. Các em muốn kể những câu chuyện như nào, các em muốn nhà tuyển dụng biết được ba cái từ về bản thân các em là gì, nó thì các em đặt câu hỏi đấy là khi nói về cái trải nghiệm làm việc ở công ty ABC, học ở trường này, làm hoạt động xã hội này, mình có thấy vui về cái trải nghiệm này không? Mình có học được nhiều thứ, nhiều kỹ năng từ cái trải nghiệm đó không? Thì các em hãy chủ động là người kể chuyện và có thể đặt cái đó vào CV. Thì đây là cái gọi là cái bí kíp, anh nghĩ là nó tạo ra một cái CV tinh tế là bởi vì như vậy. Có những người sẽ bị một cái áp lực, nó gọi là peer pressure, một cái áp lực tiếng Việt là gì ta? Áp lực đồng trang lứa. Là ô bạn này có nhiều thành tích quá, mình cũng phải cố gắng mình liệt kê hết ra, mình viết rất là dài, CV đủ 2 trang, 1 trang hơi bị ngắn như là đó. Đó, nhưng mọi người hãy nhớ một cái tư duy là bạn là người kể chuyện có chủ động. Nếu đó là một trải nghiệm khiến bạn tự hào, mặc dù bạn nghỉ sớm chẳng hạn, nhưng mà bạn học được rất nhiều thứ. Trừ khi là không có một cái gì đấy quá là to tát như là phạm tội hay là bị đuổi việc hay là gì, tất nhiên là những cái đấy không nên cho vào CV rồi. Nhưng mà nếu mà nó là một cái trải nghiệm mà các em tự hào và có thể kể được một câu chuyện tích cực về nó thì các em hãy cho nó vào CV. Rồi, anh chị em xin slide tiếp theo đấy ạ. Rồi, bây giờ anh sẽ đi qua rất là nhanh cấu tạo của CV. Ví dụ như là các bạn sẽ để trong phần giáo dục nhé, các bạn sẽ để tên trường này, ngành học. Bên phải các bạn sẽ là để nơi học, thời gian học và những cái bullet point, những cái điểm các bạn sẽ để điểm mạnh và những cái thành tựu mà người đạt được. Ví dụ như là giải thưởng sinh viên của năm. Đó. Anh cho em xin slide tiếp theo đấy ạ. Đây là ví dụ luôn. Đó. Cấu tạo 2 là các bạn có thể để kinh nghiệm việc làm hoạt động ngoại khóa, các bạn cũng như vậy, các bạn sẽ để vị trí, tên công ty ở bên trái hoặc là 2 dòng, đó tùy vào các bạn. CV dài hay ngắn các bạn có thể trình bày, nhưng mà thường là những thông tin sẽ rất là rõ ràng, các bạn làm chức vụ gì, công ty nào, bên phải cũng là nơi làm và thời gian làm việc, và những cái điểm ở dưới sẽ là có thể là giải thưởng này, những việc các bạn đã hoặc đang làm, kết quả và những cái khóa học mà những cái khóa tập huấn mà các bạn được tham gia ở cái tổ chức đó. Đó, anh cho xin giải thích ra với. Rồi, cấu tạo 3 là các bạn sẽ để những cái kỹ năng nghề nghiệp và những cái kỹ năng khác, ví dụ như là trình độ của các bạn, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng chuyên môn, chứng chỉ giải thưởng hoặc là sở thích. Đó, để đây anh để dấu sao là những cái anh đã nói nhé, là mình sẽ cho vào nếu mà nó củng cố được cái hồ sơ của mình và nói lên được 3 cái từ mình là ai. Rồi ạ, anh cho xin giải thích ra với. Đây, đây là một cái ví dụ trình bày nhé. Thì kỹ năng là anh sẽ chia ra làm 2 loại kỹ năng chẳng hạn. Ví dụ như là kỹ năng nghề nghiệp, technical skill, thì sẽ có những kỹ năng về máy tính, sẽ có những cái kỹ năng riêng về hospitality. Ví dụ như là các em học ở SCG thì các em sẽ được học một cái môn gọi là vệ sinh an toàn thực phẩm, và các em sẽ được
thi một cái kỳ thi cấp chứng chỉ là về food and hygiene with honors, có nghĩa là hồi đấy là anh học cái chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, và anh thi và anh được cái điểm honors là điểm cao, thì anh ghi luôn vào đây là kỹ năng nghề nghiệp. Kỹ năng ngôn ngữ thì anh sẽ ghi luôn trình độ là kỹ năng native Vietnamese, là kỹ năng bản địa, nhầm, ngôn ngữ bản địa. Kỹ năng English fluent là kỹ năng tiếng Anh chuyên nghiệp chẳng hạn, và beginner French là tiếng Pháp mới bắt đầu đó. Còn những kỹ năng mà không phải là kỹ năng chuyên môn như lúc anh nói, nó phải bổ trợ cho cái ngành mình học và ba cái từ về con người mình. Ví dụ anh ở đây anh ghi là anh thích đọc sách, nhưng mà cụ thể là sách về hospitality. Anh thích, anh có một cái thói quen là sở thích là viết review cho nhà hàng và thích đi du lịch xanh, du lịch bền vững, thì anh ghi vào đây đó. Và có một cái ở dưới, ví dụ như là anh tham gia một cái tổ chức tên là Toastmaster về giao tiếp, kỹ năng giao tiếp và nói trước đám đông đó, thì anh sẽ ghi một cái chứng chỉ mà anh đạt được là anh được cái giải thưởng là effective communicator, là người giao tiếp có hiệu quả, anh được level 10 chẳng hạn đó. Chứ anh sẽ không chỉ liệt kê, anh ghi là tôi có kỹ năng giao tiếp, anh sẽ không ghi là communication skill, không liệt kê một cách xào rỗng, mà anh sẽ ghi một cách tinh tế là mình có gọi là bằng chứng đàng hoàng, là cụ thể nói lên mình là, chứ không phải chỉ liệt kê là tôi có kỹ năng giao tiếp communication skill, tôi có kỹ năng teamwork đó. Những cái từ đó là những cái từ xào rỗng và nó không nói gì về bản thân mình cả. Rồi ạ, em xin slide tiếp theo đấy ạ. Thì đây là một số những cái ví dụ khác nha. Cái đầu tiên thì anh sẽ không nói quá nhiều, nhưng mà nó chỉ đơn giản là các bạn không nên viết văn, không cần dùng chủ ngữ là tôi đã tham gia cái này, tôi đã làm cái này đó. Nhưng mà cái thứ hai là từng cái bullet point nó rất là ngắn gọn. Ví dụ cái đầu tiên nhá, là các bạn làm một tổ chức sinh viên tên là Vietnam Border, thì các bạn ấy làm về marketing, thì bạn ấy sẽ ghi là quản lý forum đó. Nhưng mà quản lý forum không thì nó sẽ không đọng lại một cái ấn tượng gì, đúng không? Thì cái về thứ hai bạn ấy ghi là quản lý forum và thu hút được 12.000 người ấn vào cái forum đó và đọc đó, thì nó vừa thể hiện được hai điểm. Cái này nó gọi là kỹ năng bánh sandwich, là bánh kẹp sandwich ý. Nó sẽ phân tầng, cái vế đầu tiên là cái công việc bạn ấy làm, và vế thứ hai là cái thành tựu bạn đạt được đó. Hay là cái thứ hai chẳng hạn là bạn ấy tổ chức một cái talk show và ba cuộc thi online contest, và là cái công việc bạn ấy làm, nhưng bạn ấy không dừng lại ở đó, bạn ấy nói thành tựu của bạn ấy là gì. Bạn ấy đạt được 300 người nộp hồ sơ tham gia cuộc thi đó. Đó, thì đây là ví dụ về cách viết những phần trong CV. Rồi, anh chị em sang tiếp theo vậy ạ. Rồi, đây là những cái tư duy tiếp theo. Lúc nãy là anh có đưa ra ví dụ rồi ấy. Ví dụ như là bạn ấy tổ chức 3 cuộc thi, hay là quản lý forum, quản lý diễn đàn và thu hút được 12.000 lượt xem á, thì đấy là những cái các em hãy cố gắng số hóa trong CV của mình. Ví dụ như là thay vì là tổ chức sự kiện thì hãy ghi là tổ chức bao nhiêu sự kiện, cho bao nhiêu người, thu hút bao nhiêu người, hay là làm một cái công việc đó trong bao lâu đó. Ví dụ như là làm tổ chức một cái trại hè trong 3 tháng chẳng hạn đó, thì nó thứ nhất là nó số hóa được, và thứ hai là nó nói lên được rất nhiều từ bản thân em. Ví dụ khi anh đọc cái đấy thì anh nói luôn, anh thấy luôn là bạn này có kỹ năng làm việc dưới áp lực, bởi vì trong 3 tháng mà có thể tổ chức một cái trại hè trong 1.000 người, thì đấy là một cái kỹ năng làm việc dưới áp lực đó, thế là số hóa. Tiếp theo nữa là lúc anh nói là không viết văn này, không dùng những cái đồ họa. Ví dụ mọi người hay thấy là có những cái CV sẽ để ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, sau đó để một cái thanh công cụ thể hiện cái kỹ năng của mình, thì những cái đó nó làm nặng CV của mình lên, và nó không nói lên được là mình có kỹ năng đó, đúng không? Nên là mình sẽ không để những cái thông tin, những cái đồ họa, cái hình học quá là nhiều trong CV của mình. Nó là một cái ấn phẩm chuyên nghiệp nên là mình sẽ không thể hài hước viết những cái câu văn, hay là dùng những cái từ quá là thân thiện ở trong cái CV của mình. Và có một cái kinh nghiệm cá nhân nữa của anh là hãy cập nhật và kiểm tra liên tục CV của mình, có thể là hàng ngày hoặc là hàng tuần, hàng tháng luôn. Ví dụ như là hôm nay các bạn học sinh của SCG chẳng hạn, các bạn vừa mới hoàn thành khóa học, lúc nãy chị Tracy có nói là hoàn thành khóa học về pre-hospitality của SCG mở cho các bạn sinh viên đó, thì các bạn hãy tập một cái thói quen là hôm nay được chứng nhận thì các bạn hãy lên luôn LinkedIn, các bạn cập nhật là các bạn vừa học xong, các bạn đăng cái certificate đó luôn, và các bạn hãy quay lại CV, các bạn ghi là đó, một cái thành tựu là các bạn được tập huấn và hoàn thành khóa tập huấn của SCG, thì về sau các bạn sẽ không bị quên đó. Thì hãy có một cái tư duy là kiểm tra liên tục. Kiểm tra ở đây có nghĩa là đọc lại cả những cái mình viết, bởi vì có thể là hôm nay mình đọc mình chưa tìm được một cái động từ hay, hay là chưa viết được một cái câu văn ấn tượng về cái công việc đó,
Nhưng mà hôm sau đảm bảo sáng hôm sau các bạn đọc lại, các bạn sẽ tìm thấy là ồ, cái này có cái câu văn này mình viết có một cái không gian để mình cải thiện. Đó, thì các bạn hãy cập nhật CV và kiểm tra, đọc lại liên tục xem là mình có thể ngắn gọn, rút ngắn cái này không, hay là mình dùng cái động từ khác không, hay là mình thay đổi cái hình thức hay là như nào đó. Thì các bạn hãy xem CV liên tục. Cái tiếp theo là hãy kiểm tra nhân hiệu. Hãy kiểm tra cái thương hiệu cá nhân của mình với người khác. Ví dụ như là anh làm CV, anh có thể đưa cho anh Thanh. Và anh Thanh xem xong, anh hỏi luôn anh Thanh. Anh Thanh ơi, anh đọc cái CV của em thì ba cái từ mà anh thấy được về em là gì? Đó, các bạn có thể cho bạn bè, cho thầy cô, cho ai đọc, các bạn thấy thoải mái và hỏi luôn họ là bạn đọc cái CV này thì bạn thấy tôi là người như nào? Đó. Và cái tư duy cuối cùng là trong trường hợp mà cái công ty đó hoặc nhà tuyển dụng đó họ người ta yêu cầu là bạn cung cấp những cái thông tin về những cái người đồng nghiệp, những cái sếp của bạn hay là thư giới thiệu để tôi có thể kiểm tra kỹ hơn về năng lực của bạn á. Đó. Thì các em có thể trong trường hợp trong lúc đó là các em có thể tìm sẵn những người đó, xin sự chấp thuận của người đó trước khi nộp CV. Đó, thì sau khi nhà tuyển dụng có thể họ nói là một cái hồ sơ này phải nộp CV, phải nộp thư giới thiệu, phải nộp những cái người thông tin về người đồng nghiệp của mình, thì các em sẽ có sẵn luôn và các em sẽ không phải mất thời gian để đi xin và tìm lại cái đó sau này. Nên là mình có thể làm cái này trong lúc mình viết hoặc là thậm chí là trước lúc mình viết CV luôn. Rồi, anh cho em xin slide tiếp theo vậy ạ. Không biết là em còn 5 phút đúng không ạ? Đúng rồi Hiếu, em còn 5 phút nữa. Dạ vâng, cũng sắp xong rồi ạ. Rồi, thì đấy là những cái thông tin, những cái phần rất là cơ bản trong CV và một số những cái ví dụ về cách viết CV, những cái tư duy mà anh học được. Và một cái cuối cùng, một cái mục nhỏ nhỏ thôi, như lúc nãy là anh còn nói á, là nếu mà các bạn có mục tiêu cá nhân hoặc mục tiêu nghề nghiệp, không phải ai cũng có được cái mục tiêu này. Đó, nhưng mà nếu mà các bạn ngồi, các bạn nghĩ và cái CV của các bạn còn không gian để các bạn ghi cái đó, thì các bạn sẽ viết cái đó như thế nào? Anh cho em xin slide tiếp theo với ạ. Đây, thì đây là một cái ví dụ về mục tiêu cá nhân về nghề nghiệp. Là một sinh viên chuyên ngành truyền thông và quảng cáo, tôi là một người cầu tiến, ham học hỏi, thích thử thách và chăm chỉ. Tôi muốn tìm một môi trường đầy thử thách để phát triển bản thân. Châm ngôn sống của tôi là bạn cho đi càng nhiều thì nhận lại càng nhiều. Vì thế, tôi không ngại làm thêm để giúp đỡ đồng đội và khách hàng. Tôi tự tin mình đủ kinh nghiệm và kỹ năng cho vị trí này. Đó. Thì cái mục tiêu cá nhân, cái mục tiêu nghề nghiệp của bạn này nó khá là chung chung. Và nó là một cái đơn giản là ai cũng có thể viết được. Ai cũng có thể ghi là ồ, tôi sẵn sàng giúp đỡ đồng đội, khách hàng. Tôi sẵn sàng làm thêm ngoài giờ. Tôi đủ kinh nghiệm và kỹ năng cho vị trí này. Thì đây là những cái thông tin gây nhiễu, những cái thông tin không bổ trợ, không nói lên được cái thương hiệu cá nhân của bạn là ai. Cái ví dụ thứ hai, anh cho em slide tiếp theo vậy ạ. Đây, ví dụ thứ hai. Với 1 năm kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn truyền thông và quảng cáo và 2 năm kinh nghiệm quản lý dự án và tiếp thị, tôi hiện đang tìm kiếm một môi trường quốc tế với hơn 500 nhân viên và các dự án đa quốc gia để mở rộng tư duy và kỹ năng tiếp thị của tôi, củng cố cho hành trình trở thành một doanh nhân trong 5 năm tới. Đó. Thì đây là 2 cái ví dụ về cách viết mục tiêu cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp. Một cái là ví dụ tốt và một cái là ví dụ không tốt. Anh có lại chúc em 2 slide được không ạ? Slide số 22 ạ. Slide trước nữa ạ, slide số 22. Đây, thì khi mà viết mục tiêu ấy thì các bạn sẽ viết thường là 3 đến 4 câu. Các bạn sẽ viết cái gì? Thứ nhất là tôi có cái gì, what I have. Tôi có điểm mạnh gì. Ví dụ như lúc nãy là bạn nói luôn là với 1 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo. Đó, câu đầu tiên bạn nói luôn là bạn có kỹ năng gì. Câu thứ hai các bạn có thể viết là bạn có thể cống hiến cho công ty cái gì. Và câu thứ ba là what I need, là điều bạn cần từ công ty và chúng phục vụ cho tương lai của bạn như thế nào. Thì cái ví dụ tốt ý, bạn nói luôn là bạn đi tìm một cái công ty đa quốc gia có 500 nhân viên để các bạn làm những cái để bạn ấy có thể làm những cái dự án toàn cầu và phục vụ cho tương lai của bạn ý là trở thành một doanh nhân trong vòng 5 năm. Đó. Thì cái phần viết mục tiêu cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp này các bạn có thể lồng ghép khéo lại, nhưng mà thường sẽ là 3 đến 4 câu và nó sẽ trả lời cho 3 câu hỏi. Tôi có cái gì, tôi cần cái gì và tôi cống hiến được gì. Đó. Thì đấy là một cách viết cái thông tin, cái phần ví dụ như là anh thì anh có thể để cái phần mục tiêu cá nhân và mục tiêu nghề nghiệp đó trong cái phần điểm vàng golden zone, bởi vì
anh biết rất rõ là mình muốn làm gì rồi thì anh để phần đó ở đầu. Và khi mà nhà tuyển dụng á, họ đọc được thông tin đó thì họ cũng sẽ biết là à, bạn này có mục tiêu rõ ràng và bạn ý và nhà tuyển dụng có thể cung cấp được những cái bạn ý cần. Như cái bạn lúc nãy nhé, bạn ý ghi là tôi muốn làm ở một công ty đa quốc gia có hơn 500 nhân viên. Đó. Thì giả sử GConnect là một công ty đa quốc gia và khi mà GConnect đọc được câu đó, GConnect biết ngay là à, bạn này có tìm hiểu về công ty, bạn ấy biết mình muốn gì và công ty đạt được cái yêu cầu, có thể gọi là cung và cầu gặp nhau. GConnect đạt được cái yêu cầu của bạn ý là một môi trường đa quốc gia với 500 nhân viên, ví dụ như vậy. Thì đấy là cách viết mục tiêu trong CV một cách tinh tế và có chiến lược. Ok ạ, anh cho em slide 25 rồi ạ. Rồi, vậy thì hôm nay cũng là đến phần cuối cùng của hôm nay rồi. Hôm nay là anh có chia sẻ trong một tiếng là các bạn đã học được một số cái về CV, ví dụ như là đầu tiên là những cái cơ bản CV là gì, mục đích của ấn phẩm nó là gì và ai, cái ấn phẩm đó được tạo nên để cho ai. Những cái bộ phận cấu thành, chúng ta đã đi qua những cái bộ phận cấu thành lên một CV và viết CV như thế nào, những cái tư duy cần nhớ anh đã đúc kết được và quan sát được trong quá trình chữa CV và ứng tuyển vào các công ty khác nhau của anh. Và chúng ta cũng đi qua một số những cái bài tập thực hành tương tác nhỏ nhỏ, ví dụ như là sự khác biệt giữa CV và resume. Rồi ạ, anh cho em xin slide tiếp theo rồi. Và tất nhiên là hành trình của mọi người không chỉ dừng lại ở đây. Sau buổi hôm nay là mọi người có thể là học được một cái kỹ năng nào đó mới, mọi người có thể về và cập nhật cái CV của mình. Thì anh để ở đây một số tài liệu, ví dụ như là ba cái trang đầu á, là các em có thể tải CV của mình lên và nhận được feedback. Ví dụ như là trang Top Resume là họ sẽ feedback một lần miễn phí cho các em về CV của mình, của các em. Cái trang VMock là một trang họ dùng AI và các em hình như là phải trả $2 cho một cái CV để được nhận góp ý. Và có một số blog là blog về nghề nghiệp của một anh tên là Lê Tuấn Anh, là anh ấy chuyên viết về cách xây dựng thương hiệu cá nhân, các chuẩn bị cho vòng phỏng vấn, những cái kỹ năng nghề nghiệp thì các em có thể tìm. Và YouTube có một kênh của chị Linda, là chị này chuyên làm những cái YouTube video về kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng đàm phán, thương lượng, lương, những cái kỹ năng ở vòng tiếp theo sau khi nộp CV. Đó, thì các bạn có thể tham khảo những cái nguồn này, là những cái nguồn anh hay dùng. Rồi ạ, em xin slide tiếp theo với. Rồi, thì đây cũng là phần cuối, là phần Q&A. À, nếu mà các bạn có câu hỏi gì, mọi người có thể bật mic gõ vào trong chat box. Hoặc là hỏi sau buổi hôm nay. Anh có để contact chat slide từ sau đó, thì em có để cái contact của anh, của em, thì mọi người có thể để. Thì anh, trước khi kết thúc buổi hôm nay thì mọi người có thể giúp anh là gõ vào chat box một cái từ hoặc là một điều mới mọi người học được từ buổi hôm nay này không, để chúng ta có thể check out. Có bạn Thảo Thái giơ tay. Thảo Thái, em có câu hỏi em. Hello, em có câu hỏi là nãy giờ anh nói cái CV là để mình tìm việc sau khi tốt nghiệp thì mình cần những cái đó, nhưng mà trong lúc mình đi học mình muốn tìm việc part time job thì CV, mình dùng CV hay là dùng resume thì tốt hơn? Thường ấy, nếu mà giả sử như là em mới tốt nghiệp chẳng hạn, em chưa có quá nhiều kinh nghiệm việc làm, thì có thể là em sẽ viết những cái khóa học mà em đã học online trên LinkedIn, thì CV của em sẽ không quá dài, thì anh nghĩ là em sẽ nộp resume. Đó, thì tùy vào trường hợp của em, hoặc là nếu mà công ty họ yêu cầu rõ luôn là nộp CV, đó, thì em sẽ nộp CV và em sẽ không chỉ đăng ký, mà em sẽ ghi ra là tôi học được gì từ khóa này. Đó, thì đấy là tùy vào cái trường hợp của em, là em có đang đủ để viết hai, đủ kinh nghiệm, đủ kỹ năng để em viết hai trang không, hay là cái công ty đó họ yêu cầu em nộp CV hay resume thì em sẽ nộp tương ứng theo cái yêu cầu của họ. Ok, cảm ơn em. Có bạn Nguyễn Vũ Bảo Hân, em học được rất nhiều về việc viết CV và resume. Hồi đó em cứ tưởng CV chỉ có một trang. Các bạn có thể giúp anh viết một vài từ và một vài câu chia sẻ về buổi hôm nay được không? Các bạn có một cái tư duy gì đấy, tư duy mới mà các bạn học được. Như bạn Bảo Hân là bạn hiểu được sự khác biệt giữa CV và resume. Ví dụ em hỏi anh Thanh đi. Anh Thanh là co-founder hay là founder ta? Anh Thanh là giám đốc của GConnect rồi thì chắc là không cần phải viết CV bao giờ. Đó, nhưng mà hôm nay là anh có học được một cái gì để có thể là anh chia sẻ cho ai đó, cho học sinh của anh.
Sau này không? Thực ra là nãy giờ thì anh không biết có bạn học sinh nào giống như anh không. Thì anh vừa nghe chia sẻ và anh vừa lôi cái CV của anh ra, anh rà lại. Có rất là nhiều điểm mới, chắc chắn rồi. Và anh cũng chắc chắn là các bạn ở đây cũng có thấy được rất là nhiều cái điểm. Tức là nó không phải là mới đâu, mà về cơ bản là những cái ẩn ý, những cái lý giải đằng sau cái việc tại sao mình làm cái điều đó. Mà từ chia sẻ của em, nó làm cho các bạn cũng như là thậm chí là anh cũng gỡ ra rất là nhiều điều. Có một điều là các bạn sẽ phải thường xuyên cập nhật CV của mình. Sau này khi các bạn đi làm, các bạn có một cái trang LinkedIn, là cái trang mà nó là về, nó không phải là một cái trang giống như Facebook là nơi mà tương tác xã hội. Cái LinkedIn là nó thiên về cái tính chuyên nghiệp hơn, về nghiệp của mình. Thì thậm chí nó giống như là một cái digital CV của mình, và mình cũng phải thường xuyên cập nhật nó. Trả lời câu hỏi của em đó, chắc các bạn cũng vừa lôi CV ra, vừa xem, vừa sửa lại. Và anh cũng hứa với em là nếu như mà mình có một cái summer camp tiếp theo đó, thì anh sẽ đưa cái phần viết CV resume này vào trong cái khung chương trình của chương trình summer camp, nếu như chúng ta có cái cơ hội để làm điều đó một lần nữa. Rất là cảm ơn Hiếu về những chia sẻ của em. Và anh chắc chắn là các bạn học sinh cũng có những cái câu hỏi cũng như là những cái giá trị mà các bạn nhận được ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn em. Và vì cái khung thời gian chương trình nó cũng khá là hạn hẹp ngày hôm nay, vậy thì anh xin phép là anh sẽ đặt câu hỏi, anh sẽ trả lời một số câu hỏi mà các bạn học sinh đã đặt ngay từ đầu. Và chắc chắn là Hiếu cũng có thể giúp anh và chị Tracy để trả lời một số câu hỏi đây, vì nó liên quan đến những cái trải nghiệm của các bạn ở tại Thụy Sĩ, cũng như là những cái kinh nghiệm trong cái ngành dịch vụ, ngành khách sạn và du lịch này. Câu hỏi đầu tiên đến từ một bạn học sinh Lê Tấn Đức. Câu hỏi này thì có lẽ là chị Tracy sẽ trả lời được giúp anh, vì liên quan đến cái những cái công tác phòng chống và đối phó với lại cái dịch COVID. Câu hỏi cụ thể là trong giai đoạn dịch COVID này thì phía nhà trường có những động tác gì để đảm bảo cho cái việc an toàn và chống lây nhiễm trong cơ sở học tập cho các em học sinh, cho thầy cô, và cái dịch bệnh này nó ảnh hưởng như thế nào đến những kỳ internship, là những cái kỳ thực tập của các bạn sinh viên ở trường. Tracy trả lời cho Đức giúp anh. Rồi, trước khi trả lời cho chị gửi lời cảm ơn Hiếu nha. Nói chung hôm nay chị cũng học được nhiều thứ từ Hiếu. Chị cũng sẽ cập nhật, cũng giống như anh Thanh, cũng sẽ cập nhật lại CV cho nó đúng chuẩn hơn ha. Bởi vì hồi xưa làm CV cũng lâu rồi, cho nên là nhiều khi vẫn có một số cái sai sót, mà cảm ơn Hiếu rất là nhiều. Nói chung cái bài chia sẻ của em rất là tuyệt vời và rất là tự hào khi SCG có được sinh viên ưu tú như Hiếu. Chị cảm ơn nhiều ha. Rồi quay trở lại câu hỏi của em. Em mới nhớ ra một cái là một cái quyền lợi nữa là khi mà các bạn học các trường SCG á, là sẽ có một cái buổi chụp ảnh photoshoot, một cái ảnh chuyên nghiệp miễn phí cho các bạn sinh viên, và các bạn có thể dùng ảnh đó để mang đến RF luôn, hoặc là các bạn có thể dùng ảnh đó để đăng trên LinkedIn của mọi người thì ảnh rất là đẹp. Rồi để trả lời, cảm ơn Hiếu, để trả lời câu của bạn Đức đúng không ạ, về cái giai đoạn COVID đó, thì như hồi nãy chị có chia sẻ trên slide đó, thì Đức thấy rằng là Thụy Sĩ đứng số 1 trong cái việc mà gọi là phòng chống COVID, và các trường, không riêng gì các trường SCG, hầu như tất cả các trường của Thụy Sĩ đều vẫn welcome, vẫn chào đón các sinh viên. Và dĩ nhiên đó là lý do mà tại sao Thụy Sĩ lại đứng số 1. Không có nghĩa là do cái tình hình cái trường hợp mà nhiễm COVID nó ít. Thực ra nó rất là cao chứ không ít đâu, nghe nói có ngày lên cả tới mấy ngàn lần đó, nhưng mà họ có thể khống chế được và họ có những cái chính sách quy trình cụ thể như thế nào chị không biết, nhưng mà riêng đối với các trường SEG ha, thì dĩ nhiên khi các bạn đến trường cũng sẽ một lát chị sẽ gửi cho các bạn ở đây cái link để các bạn vào trên website của trường. Trên website trường có những cái thông tin rất là rõ và cụ thể liên quan đến COVID. Còn những cái chị chia sẻ, vì chị ở Việt Nam thì chị chia sẻ những cái mà chị biết và từ các bạn sinh viên chia sẻ lại cho chị thôi. Thì nếu mà có bạn nào mà bị COVID thì dĩ nhiên trường sẽ cách ly bạn ấy ở trong phòng nha, theo cái quy trình. Và thực ra là chị đảm bảo là không phải riêng SCG, tất cả các trường
chắc chắn nói không có cái case nào nhiễm bệnh trong 2 năm qua là không đúng. Chắc chắn là sẽ có, nhưng mà các bạn thấy rồi đó, nếu có nhưng mà mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, các bạn vẫn đến lớp, mọi thứ vẫn không, tại vì nếu mà trường không kiểm soát tốt với các bạn thì chắc chắn rằng trường sẽ bị đóng cửa, chính phủ sẽ yêu cầu trường đóng cửa. Và điều này đã không có ở SCG. SCG trong suốt 2 năm qua vẫn dạy học cho các bạn lên lớp vẫn bình thường, mặc dù có thể sẽ có một số trường hợp các bạn bị nhiễm, nhưng mà trường vẫn làm những cái quy trình theo cái yêu cầu của chính phủ thì sẽ làm những cái bước như thế nào đó, thì trường follow rất là sát nha. Và các bạn cũng đừng có sợ, nhiều khi có nhiều bạn châu Á mình tâm lý là lo lắng quá về cái bệnh COVID, rồi xong thấy châu Âu hay thấy Mỹ là quá vô tư, quá lạc quan, rồi lại nghĩ rằng là họ không có, tại sao ở bên Thụy Sĩ cách ly chỉ có 10 ngày trong khi ở Việt Nam mình cách ly tới 14 ngày 21 ngày đó. Thì thật ra cái việc mà cách ly 10 ngày 14 ngày 21 ngày là theo từng quốc gia, theo từng cái quy trình phòng chống COVID của từng quốc gia. Cho nên trường mình cách ly 10 ngày. Trong thời gian đó chị nhớ có một số bạn là cũng hơi lo lắng và phụ huynh cũng lo lắng, bảo là ôi, SCG ẩu quá, cho cách ly chỉ có 10 ngày thôi, trong khi ở Việt Nam cách ly 14 ngày mà vẫn nhiễm bệnh. Thì các bạn yên tâm rằng là tất cả các trường của Thụy Sĩ đều phải theo cái luật quy định của chính phủ Thụy Sĩ như thế nào, thì ban hành như thế nào là mình sẽ tuân thủ như thế. Cho nên là hoàn toàn yên tâm, và đặc biệt là trong giai đoạn này ha, thì cái tỷ lệ mà các bạn cũng biết rồi đó, nếu mà các bạn có đọc báo thì ở Thụy Sĩ ha, Thụy Sĩ đã mua hơn 30 mấy triệu liều vaccine, cho nên trong khi dân của Thụy Sĩ thì chỉ có khoảng 9 triệu người thôi, thì các bạn biết rằng là cái khả năng tiêm chủng vaccine ở Thụy Sĩ là nhanh chóng ha, sẽ là 100%, và thậm chí rằng là tất cả các du học sinh và khách du lịch mà sau này qua Thụy Sĩ là đều được tiêm phòng vaccine miễn phí hết. Cho nên là, và đợt vừa rồi, tháng 9 vừa rồi nha, tháng 9 vừa rồi bên Việt Nam mình là mới có khoảng 10 mấy bạn ha đã đi qua bên trường nhập học bên SSMS. Bên cạnh đó thì các bạn gửi cái clip về cho chị đó, thì chị mới ngạc nhiên, chị nói trời ơi sao mà ở sân bay, ngay từ sân bay đến lúc mà đến trường, những cái clip này về welcome party của trường á, thì chị thấy rất là đông, cũng đã hơn cả mấy trăm sinh viên, mấy trăm sinh viên trong cái buổi khai giảng vừa rồi, tháng 9 vừa rồi. Cho nên các bạn thấy rằng là không có, các bạn cũng đừng có quá căng thẳng về cái COVID này. Dĩ nhiên nó sẽ không hết, mình phải chấp nhận sống chung với nó. Nhưng mà nếu mà mình đã chích ngừa đầy đủ rồi thì cái tỷ lệ mà mình có bị cái tỷ lệ thương vong hay là những cái việc mà trở nặng nó cũng sẽ hạn chế rất là nhiều. Cho nên các bạn cứ lạc quan. Như hồi nãy chị có chia sẻ là bạn Chloe và bạn Simon, hai bạn đó là đã qua Thụy Sĩ vào năm ngoái là cái thời điểm đỉnh dịch, và bây giờ hai bạn ấy vẫn tiếp tục đang thực tập ở Dubai, ở một cái vị trí rất là tốt đó. Cho nên là các bạn cũng đừng quá bi quan ha, mình cứ tích cực lên nha. Rồi không biết như vậy đã trả lời rồi, để chị gửi cho các bạn cái đường link nè đó. Thì bạn nào mà đang lo lắng quan tâm đến cái thông tin các trường đang áp dụng những cái biện pháp như thế nào, thì các bạn có thể click vào cái đường link chị mới gửi cho các bạn ở trong chat box nha. Thì sẽ trong đó sẽ có tất cả tất tần tật từ A đến Z mọi thông tin liên quan đến vấn đề COVID ở Thụy Sĩ. Rồi, và thời gian diễn ra dịch bệnh ha, có ảnh hưởng không, thì chắc chắn là ảnh hưởng nha các bạn, ảnh hưởng toàn cầu, nên không riêng gì ở Thụy Sĩ cũng sẽ ảnh hưởng. Nhưng mà chị cũng ngạc nhiên khi mà có một số bạn trong cái giai đoạn COVID vừa qua vẫn nhắn tin cho chị và nói với chị là chị ơi, bây giờ em được nhận tới 2-3 offer ở Tây Ban Nha nè, ở Thụy Sĩ nè, rồi ở Dubai, bây giờ em qua đâu em làm. Thì các bạn thấy rồi đó, cũng có rất là nhiều bạn rất là chủ động, đặc biệt trong cái dạng COVID này mấy bạn vẫn nhận được rất là nhiều offer, chứ không phải là chỉ có một offer. Cho nên là, và trường trong giai đoạn này, trường càng tích cực hỗ trợ cho các bạn tìm kiếm cái việc thực tập. Có thể là nó sẽ khó khăn hơn một chút, hoặc là cái vị trí trong khách sạn nó sẽ không nhiều như trước. Có thể là giai đoạn này thì các bạn sẽ thực tập trong nhà hàng nhiều hơn trong cái giai đoạn trước COVID ha. Nhưng mà đối với những bạn mà chủ động và tích cực đó, thì chị thấy các bạn vẫn tìm được những cái vị trí rất là tốt. Mà có thể là các bạn sẽ không làm ở Thụy Sĩ, mà các bạn ấy sẽ qua những nước khác, chẳng hạn những nước khác như Dubai thì nó an toàn hơn, nó ổn định hơn, thì các bạn ấy qua bên Dubai, các bạn ấy thực tập. Và thường thường Việt Nam mình qua Dubai thực tập rất là nhiều. Như Hiếu cũng đã từng thực tập Dubai mà, đúng không? Dạ đúng rồi ạ, Nam Việt đó. Đó, cho nên là các bạn cũng đừng quá lo lắng về cái kỳ thực tập của mình nha. Mình cứ chuẩn bị, trang bị đầy đủ mọi thứ, viết CV như nãy giờ anh Hiếu chia sẻ đó, rồi rồi gặp trường, nhờ trường phỏng vấn, tập phỏng vấn với trường, với các thầy cô trong trường, cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, rồi lúc đó mình sẽ tìm được cái công việc mình mong muốn thôi.
Cảm ơn Casey. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn Thảo Thái. Anh nghĩ chắc là Hiếu có thể trả lời giúp anh câu này. Hospitality management or hotel and resort management, what are the differences? Mình sẽ trả lời tiếng Việt. Bạn viết tiếng Anh nhưng mà anh nghĩ trả lời tiếng Việt cho các bạn ở đây cùng hiểu ha Hiếu ha. Dạ. Ôi, câu này cũng làm anh nhiều đến cái môn học. Câu này năm nhất. Dạ, năm nhất của em là em phải học một cái môn tên là Hospitality Studies. Những cái cơ bản về hospitality. Thì trong bài kiểm tra thì thầy đấy là thầy Van Zos, thầy dạy một môn marketing. Và thầy đố một câu là trả lời đúng hay sai á. Thầy bảo là cái câu đấy tiếng Anh là the airline industry is the hospitality industry, có nghĩa là ngành hàng không là ngành hospitality, đúng hay sai đó. Thế là câu này rất nhiều bạn mất điểm, các câu hỏi lừa. Thì cái đáp án đây là sai, bởi vì ngành hàng không chỉ là một phần của ngành hospitality thôi. Thì cái đáp án nó phải là ngành hàng không thuộc ngành hospitality. Thì cái câu hỏi của bạn Thảo Thái á, là cái ngành hotel, cái ngành khách sạn ấy, nó chỉ là một phần trong hospitality thôi. Mọi người thường hay gọi cái tên ngành là quản trị du lịch, khách sạn và nhà hàng, bởi vì đây là ba mảng lớn nhất, ba mảng phổ biến nhất trong hospitality. Chứ nó không chỉ là hospitality chỉ có ba mảng này. Đó. Nên là đấy là sự khác nhau giữa hai cái. Hospitality, cái primary sector, những cái phần chính sẽ là dịch vụ lưu trú, khách sạn, nhà hàng. Còn cái secondary sector nó sẽ là những cái khác. Ví dụ như là nó có thể là về sự kiện, nó hay là về giáo dục, hay là về như là trường, những trường ở SCG sẽ tập trung vào những cái chuyên môn khác nhau. Thì nó sẽ là những cái mảng phụ, tiếng Anh là secondary của hospitality. Đó. Còn hotel chỉ là một phần trong hospitality mà thôi. Tức là bạn Thảo Thái về cơ bản là đặt câu hỏi là đã sai rồi. Và cảm ơn Hiếu đã giải thích rõ cái này. Câu hỏi tiếp theo mà lúc nãy anh nhận được của Nguyễn Quang Huy. Nguyễn Quang Huy cũng hỏi luôn ở đây. Nguyễn Quang Huy đang quan tâm đến chương trình PGD. Và câu hỏi của Nguyễn Quang Huy trong chat box là thông tin khóa học postgraduate, tức là khóa học sau đại học 1 năm ở SMS, thì có cơ hội được tập chương trình management 1 năm, có khó để xin chương trình này không? Theo Yến thì như thế nào em? Chị muốn nói rõ lại ha, thì các bạn học BGD, các bạn học Master hay các bạn học chương trình cử nhân ha, thì cứ các bạn học 6 tháng, 5 tới 6 tháng ở Thụy Sĩ là các bạn được phép thực tập ở Thụy Sĩ 6 tháng nha. Ở Thụy Sĩ là tối đa 6 tháng, tại vì khi mà các bạn qua Thụy Sĩ học các bạn sẽ nhận được cái permit 1 năm thôi. Đó, thì hết cái permit đó là trường sẽ cắt và các bạn sẽ không có được ở lại Thụy Sĩ nữa. Nhưng mà có một số bạn thì mấy bạn trước khi quay về nước, các bạn ấy đã nộp CV qua bên Mỹ. Chị thấy cái khóa management training ở bên Mỹ, hình như là bên Mỹ họ tuyển, đang tuyển dụng rất rất là nhiều cái chương trình này. Cho nên là gần đây, chị nói là gần đây, rất là nhiều sinh viên các bạn đã nộp đơn để xin được cái khóa management training ở bên Mỹ 1 năm. Có nghĩa là các bạn học 6 tháng. Cái đó là do cái chương trình ở bên Mỹ nha, chứ không phải là của trường. Cho nên cái này mình đừng nhầm lẫn nha, không phải là trường cam kết là các bạn sẽ sau khi học 6 tháng ở Thụy Sĩ là các bạn sẽ qua Mỹ 1 năm, không có, trường sẽ không cam kết như vậy. Mà các bạn học 6 tháng ở Thụy Sĩ, các bạn sẽ có cơ hội được thực tập 6 tháng ở Thụy Sĩ hoặc ở bất kỳ một quốc gia nào mà các bạn muốn. Còn cái việc mà các bạn tìm được một cái vị trí thực tập trong 1 năm thì do là cái việc mà các bạn thương thảo ha, các bạn thảo luận với lại cái người tuyển dụng, hoặc là có thể cái công ty tuyển dụng đó họ đang cần cái vị trí trong vòng 1 năm và họ muốn bạn phải làm cho họ 1 năm, thì cái đó sẽ tùy thuộc vào cái bên tuyển dụng ha. Còn cái, và dĩ nhiên chắc chắn là nếu các bạn theo học ở trường SCG trong 6 tháng thì trường sẽ hỗ trợ nha, trường hỗ trợ, cố gắng hỗ trợ để kết nối các bạn với những nhà tuyển dụng mà đang là đối tác của trường, điều đó là chắc chắn. Nhưng để các bạn đậu thì trường sẽ không cam kết. Tại sao? Tại vì khi các bạn phỏng vấn, các bạn nên nhớ một vị trí sẽ có rất là nhiều ứng viên, đúng không? Trường sẽ cố gắng hướng dẫn cho các bạn phỏng vấn trước nè, rồi xem CV của các bạn, nói chung là trang bị hết. Nhưng cái lúc mà các bạn phỏng vấn là cái lúc mà các bạn phải tự bản thân mình thể hiện cho nhà tuyển dụng là bạn đủ năng lực với cái vị trí mà người ta cần, thì như thế người ta sẽ chọn bạn, điều đó chắc chắn. Cho nên là mà chị nghĩ rằng là mình cũng đừng có quá căng thẳng là không biết là mình có đậu hay không, hay là nhiều khi mình sợ là mình tiếng Anh không bằng những bạn khác, hay là nhiều khi châu Á thì lại bị châu Âu họ thích
tuyển châu Âu, Mỹ hơn, còn châu Á thì khó xin việc luôn. Thì các bạn đừng nghĩ như vậy. Chị khuyên các bạn, một khi các bạn có suy nghĩ như vậy là các bạn đã tự đánh rớt bản thân mình 50% rồi nha. Thay vào đó, các bạn hãy lạc quan, các bạn cứ làm tốt nhất những gì mà các bạn đã chuẩn bị. Thì chị bảo đảm với các bạn, cơ hội nó đến nhiều lắm. Bản thân chị đây rất là nhỏ con, người châu Á, nhưng mà chị vẫn đánh bại được các bạn châu Âu để chị xin được việc thực tập. Thì không có lý do nào mà những bạn ở đây lại không làm được nha. Mình sẽ làm được, chỉ có điều mình sợ, mình nghĩ là mình không làm được thì mình mới không làm được thôi nha. Rồi thì không biết câu trả lời này của chị có trả lời đúng cái mong muốn của bạn Quang Huy không? Hiếu bổ sung đi em. Dạ em muốn bổ sung chút cho cái chia sẻ của chị Tracy là cái CV, cái ấn phẩm lúc nãy mà em dùng á, là em nộp vào một cái công ty thực tập ở Mỹ. Là hồi đấy em nộp là đến năm 2016 chẳng hạn, là đến hồi đấy là công ty chỉ có duy nhất hai bạn châu Á được nhận. Thứ nhất là bạn Hằng, là bạn ấy cũng là cựu sinh viên của SHMS IHDI và bây giờ bạn ấy đang làm ở Swiss Education Group luôn đó. Và người thứ hai là em. Thì có nghĩa là hồi đấy là bọn em cùng nhau là chia sẻ kinh nghiệm cho nhau và cùng nhau góp ý CV cho nhau, và bọn em là hai người châu Á hồi đó là duy nhất là được nhận vào công ty đó. Và công ty trước giờ nổi tiếng là hay nhận các bạn châu Âu nhiều hơn đó. Nên là đấy cũng là một cái công ty top 5 về lớn nhất toàn cầu về công ty du lịch đó. Nên là các bạn đừng gọi là, một câu rất là hay là bạn chỉ là người thất bại khi bạn nghĩ bạn là người thất bại mà thôi. Nên là các bạn hãy cứ mạnh dạn nộp hồ sơ. Và đó, hôm nay học về CV thì hãy viết CV. Hay là khi sang SCG thì cái Career Service Office của mọi người sẽ có những cái buổi workshop rất là chi tiết về kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng làm hồ sơ. Thậm chí là SAF là có một vị trí là Internship Ambassador, là đại sứ về thực tập, là bạn ấy sẽ tổ chức những cái buổi talk show với cựu sinh viên đã đi thực tập trở về rồi để chia sẻ giao lưu kinh nghiệm. Thì các bạn hoàn toàn có thể hỏi, giao lưu với các bạn sinh viên trong trường để tận dụng những cái kỹ năng và kinh nghiệm để ứng tuyển vào một công ty mà các bạn thích. Dạ, anh cảm ơn. Anh cảm ơn Hiếu, cảm ơn Tracy rất là chi tiết và cụ thể để Quang Huy có thể nắm được cái khung hỗ trợ cụ thể cũng như là những cái sự chuẩn bị mà mình cần có. Và cái phần trả lời này anh nghĩ cũng đã trả lời luôn cho em Tuấn Nguyễn về cái hỗ trợ khi mà thực tập đến từ những kinh nghiệm thực tế của chị Tracy và anh Hiếu. Chúng ta bắt đầu nhận được rất nhiều câu hỏi. Chương trình ngạc nhiên là càng về sau thì càng tăng độ hot, trong khi chúng ta cũng không nhiều thời gian. Và chắc chắn là anh Hiếu, chị Tracy cũng rất là bận, cho nên anh sẽ cố gắng anh trả lời những câu hỏi đã gửi từ trước để nó không quá khung chương trình chúng ta. Chúng ta có bạn Bảo Hân, thì anh xin phép trả lời câu hỏi này luôn. Bảo Hân hỏi tiếng Anh, anh sẽ dịch ra tiếng Việt và anh trả lời luôn. Tức là về cơ bản Bảo Hân muốn biết về cái tín chỉ khi mà Bảo Hân học đại học ở Việt Nam để mà chuyển qua bên Thụy Sĩ học thạc sĩ sau đại học. Thì chắc chắn rồi, ở Thụy Sĩ họ sẽ xem cái chương trình học của cái trường đại học mà bạn học ở Việt Nam để xét cái mức độ tương đương về tín chỉ. Ở trường đại học ở Việt Nam chúng ta có về cơ bản là ba hệ đại học: đại học chính quy, đại học dân lập và đại học nước ngoài. Vậy thì rõ ràng là nó có sự khác biệt về cái hàm học thuật cũng như là cái mức độ tín chỉ. Vậy thì để trả lời câu hỏi được hay không thì bạn sẽ phải gửi cái academic transcript, tức là về cơ bản bạn hiểu đó là cái gọi là khung học thuật của chương trình để nhà trường dựa trên đó. Mỗi một cái môn học bạn học thì nó sẽ có cái transcript, tức là cái khung đó, và nhà trường dựa trên đó đánh giá. Cho nên là nó sẽ cụ thể hơn nếu như Hân gửi cho SCG, gửi cho tư vấn viên của G-Connect cái bằng cấp cũng như là cái học bạ đại học của mình, và nhà trường sẽ xét trên cái đó và báo cho em biết là có đúng hay không. Câu hỏi tiếp theo của Tarek, welcome back. Hope you had a good time with the kids. It was amazing, yeah, thank you. Very good. Hi everyone. Yes, so thầy Tarek cũng đang có đây. Chúng ta sẽ chỉ có khoảng bây giờ là 17:37, chỉ khoảng 10 phút nữa để kết thúc chương trình thôi. Vậy thì anh sẽ trả lời câu hỏi của Ngân Hà.
SMS học phí khá cao và part-time internship cũng không cover được nhiều. SMS có offer scholarship cho MA degree không? Tức là bạn hỏi là hiện giờ những cái gói học bổng của SMS cho chương trình thạc sĩ MA, master đó, là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu phần trăm? Chị Tracy trả lời giúp anh câu hỏi này. À, về chương trình học bổng thì hồi nãy chị có nói, mà chắc nói nhanh quá các bạn quên mất là mình sẽ up to 30% ha, sẽ tùy vào từng trường hợp case by case để mà xét học bổng. Thì dĩ nhiên các bạn ở, rất tiếc là ở các trường SEG, không riêng SEG, các trường khác của Thụy Sĩ cũng vậy nha các bạn, và đặc biệt là những trường tư ở Thụy Sĩ thì hầu như là cái suất học bổng nó không có cao, cho nên là khó mà tìm được một cái full scholarship ở những cái trường tư đào tạo về ngành nhà hàng khách sạn tại Thụy Sĩ và chương trình hospitality, cho nên là chắc chắn là sẽ không có cái full scholarship cho em. Tuy nhiên chị cũng muốn nói cho các bạn là nếu mà những bạn nào mình đang có ý định là mình học đi du học ở những nước khác như Úc, Mỹ chẳng hạn đó, giả sử mình nhìn cái học phí thì mình cảm thấy rằng là ok, học phí bên Úc, bên Mỹ thấy rẻ hơn so với Thụy Sĩ rất là nhiều, trong khi học phí bên Thụy Sĩ, học bên SCC mắc quá, thì chỉ khuyên các bạn là mình có thể cân nhắc lại, mình gặp các anh chị tư vấn viên ở SCConnect để mà tính là một cái bài toán cho các bạn. Và khi mà làm bài toán thì các bạn sẽ thấy rằng là học phí bên SCMS nó cao nhưng mà nó đã cover hết mọi chi phí cho các bạn rồi ha. Các bạn qua bên đó 6 tháng đầu tiên các bạn không phải lo gì nữa. Giả sử các bạn không có tiền trong người đi, hay là các bạn chỉ có 100 phân đi, chị nhớ hồi xưa như chị qua bên Thụy Sĩ chị có ít tiền trong người lắm, không có nhiều đâu, tại vì mẹ chị nói là cần chi nhiều tiền, đã được trường lo hết cho ăn uống và mọi thứ rồi, đâu có ăn xài gì nữa đâu đó. Thì mọi chi phí nó đã cover hết cho các bạn rồi. Rồi trong cái quá trình mà các bạn đi thực tập thì các bạn cũng được cái mức lương, dĩ nhiên cái mức lương thực tập ở Thụy Sĩ được xem là mức lương cao nhất ha, một trong những đất nước mà có cái mức lương thực tập cao nhất so với mặt bằng chung. Tuy nhiên nó chỉ đảm bảo cho các bạn ha cover những cái chi phí sinh hoạt ha, chi phí ăn ở trong cái thời gian bạn đi thực tập, và ngoài ra bạn vẫn có thể để dành được một ít tiền. Dĩ nhiên mình sẽ để dành được tầm khoảng 800 cho tới 1.000, 1.200, 1.500 tùy vào cái mức tiêu xài của từng bạn ha, cũng giống như là tùy vào có một số bạn làm ở nhà hàng thì các bạn ấy được tip nhiều hơn thì các bạn ấy xin để dành được nhiều hơn. Nhưng thật sự qua Thụy Sĩ mà các bạn nghĩ đến cái việc mà đi làm thêm là không được rồi nè, tại vì mình đã được đi thực tập rồi. Còn cái việc mà đi thực tập á, thì dĩ nhiên cái chi phí mà cho dù các bạn có tiết kiệm lắm, nhiều lắm trong cái 6 tháng các bạn làm ở Thụy Sĩ thì cũng khoảng 8.000 thôi, thì dĩ nhiên nó sẽ không cover nhiều cái chi phí học tập, nhưng mà nó cũng cover được một phần nào đó. Ví dụ như các bạn không tiêu tiền, không tiêu xài, các bạn để dành 8.000 tới 10.000 thì các bạn cũng đỡ được cho ba mẹ rất là nhiều, nhất là đối với bạn nào mà mình học chương trình master chẳng hạn đó. Chương trình master thì tầm khoảng 30 mấy ngàn, 35-40 ngàn đúng không, mà các bạn trừ ra 8.000 đó thì các bạn cũng cảm thấy là mình cũng nhẹ gánh được cho gia đình một xíu, thật sự không có nhiều, nhưng mà những cái trải nghiệm cũng như những cái mối quan hệ những mà các bạn có được khi các bạn đi du học tại Thụy Sĩ thì cái điều đó nó đi với các bạn suốt cả cuộc đời đó. Cho nên nhiều khi cái đó không có mua được bằng tiền, cho nên các bạn, chị cũng khuyên các bạn mình cũng đừng có bị cái việc mà tính toán cái việc là ok, học bỏ một số tiền qua học Thụy Sĩ quá nhiều, đến khi về Việt Nam làm lương tháng chỉ có vài 10 triệu hay 15 triệu thì chừng nào mới lấy lại vốn, thì mình sẽ không tính như vậy ha. Cái việc mà mình có cơ hội mình đi du học là mình cảm thấy mình rất là may mắn vì mình có những cái trải nghiệm, mình có những cái tư duy trong quá trình, trong những năm tháng mà mình sống học tập ở nước ngoài. Và hơn thế nữa, có rất là nhiều bạn khi mà đi du học sau đó các bạn vẫn có những cái cơ hội qua Mỹ nè, thực tập, và mình làm giỏi mình được công ty bên Mỹ bảo lãnh trở lại luôn. Có một bạn sinh viên SCC đã qua Mỹ thực tập và sau đó là được bảo lãnh nó lại luôn, cho nên là cơ hội nó mở cho các bạn. Dĩ nhiên là các cũng phải tùy thuộc vào cái sự cố gắng của từng bạn nha. Nếu mình không có sự cố gắng thì mình cho dù mình học ở Việt Nam hay mình học ở đâu thì mình cũng sẽ thất bại thôi nha. Cảm ơn Tracy. Quang Huy, nam sinh sao anh đấy thì có thể tự cắt tóc hay đi cắt tóc không anh Hiếu? Hỏi anh Hiếu luôn kìa. Quang Huy này chắc là có một mái tóc là đặc biệt hay sao mà không dám đi tìm mà muốn tự cắt. Anh Hiếu cho lời khuyên cho Quang Huy với. Okay, cảm ơn em về câu hỏi. Hồi đó là năm đầu là anh nhờ bạn tự cắt. Anh nhớ hồi đấy là anh kiểu quỳ gối sau đó khom khom xuống sàn và nhờ. Có nghĩa là ở Thụy Sĩ là cái phần tóc đằng sau là không nên chạm vào cổ áo. Thì tóc đằng trước của anh chưa dài nhưng mà tóc đằng sau đã dài chạm vào cổ áo rồi. Thế là phải đi cắt, nhưng mà hơi tiếc tiền, thế là anh nhờ bạn cắt. Nhưng mà cắt xấu, thế là sau cùng là vẫn phải ra hàng sửa.
Và có là mình thì mình thấy xấu, và thầy giáo cũng, thầy cũng không nói hẳn là xấu, nhưng mà thầy chỉ hỏi một câu rất là vui, thầy bảo là ô bạn cắt tóc ở đâu đấy. Thầy nghĩ là cắt ở ngoài mà có vẻ như nhìn thấy bị lỗi chẳng hạn đó. Nhưng mà tốt nhất là cái việc đầu tư một khoản tiền nhỏ để đi cắt tóc là một cái xứng đáng để đầu tư đó. Nó cỡ khoảng bao nhiêu tiền hiểu? Hồi đấy em nhớ là khoảng 12-15 franc gì đó. 25 franc tức là khoảng độ gần 500 ngàn ở đây. 400 ngàn sao thì nói chung cũng chị nhớ ha. chị cắt tóc tới 60 franc lận, chắc tóc dài. Đúng. Vâng. Hồi đó là em chỉ cắt tóc chứ em không sử dụng dịch vụ gội đầu hay là gì thêm cả. Đó. Nhưng mà đó là một cái xứng đáng cần được đầu tư để có thể là vì sau đi tìm thực tập hay tìm việc thì mình có một cái diện mạo chỉnh chu trước mắt nhà tuyển dụng. Anh cảm ơn Hiếu. Anh ơi, em quên mất hồi nãy em có nói lại, hồi nãy bên em có bạn Nguyễn Vũ Bảo Hưng á, hồi nãy Hưng có nói có nhắn riêng cho chị mà chị lại loay hoay chị qua phòng interview xong chị chưa trả lời cho Hưng, thì Hưng có nói là Hưng muốn làm cái bài test để coi mình phù hợp với trường nào á, thì được nha Hưng nha. Có gì thì bên G-Connect với chị sẽ thích là chị sẽ cùng em làm cái bài test đó để mà chị giải thích cho em Hưng. Ha, thì có gì mình sẽ sắp xếp để mà chị sẽ hướng dẫn cho em làm cái bài test đó ha, bài test ngắn thôi. Ok, cảm ơn Tracy. Bảo Hân, cảm ơn em, và tư vấn viên của G-Connect sẽ rất là sẵn lòng để liên hệ lại với em. Và đây là anh nghĩ là câu hỏi cuối cùng trước khi mình kết thúc buổi ngày hôm nay, last question, và Hiếu cũng trả lời luôn cho Xuân Mai. Thứ bảy chủ nhật có đi học không? Thứ bảy chủ nhật thì không đi học, và thông thường thì cuối tuần các bạn hay làm gì? Thông thường cuối tuần thì sinh viên Việt Nam làm gì em? Vâng, cuối tuần hồi đó bọn em hay các gì đặc biệt, bọn em hay tập trung nấu ăn, hay là hồi đấy ở thành phố em là mỗi thành phố thị sĩ nó sẽ có những cái lễ hội, rất nhiều lễ hội khác nhau đó. Và em ở vùng nói tiếng Pháp hồi đó thì bọn em cũng hay đi sang những vùng nói tiếng Đức hoặc tiếng Ý để có thể đi chơi. Còn những cái khác sẽ là ngồi nhà làm bài tập, chuẩn bị thi, và ngồi nhà làm CV khi mà IIF sắp đến gần để chuẩn bị cho cái ngày hội nghề nghiệp đó. Cảm ơn em. IIF nãy giờ anh nghĩ là mình cũng chưa làm rõ. IIF là sự kiện tuyển dụng quốc tế do SCG tổ chức riêng cho học sinh của SCG, tức là cả 4 trường của SCG các bạn học sinh đều có thể tham gia, và nó diễn ra 2 lần một năm. 2 năm vừa rồi thì nó có một số cái trục trặc cho nên là mình làm trực tuyến. Tuy nhiên anh nghĩ từ năm sau thì một năm các bạn sẽ có 2 lần vào tháng 3 và tháng 10 thì anh nhớ không lầm, nó có thể thay đổi. Để các bạn đến gặp cửa nhà tuyển dụng, thậm chí bạn tốt nghiệp rồi, bạn cũng có thể quay lại để mà có thể tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác nhau. Đó là câu hỏi cuối cùng, và một lần nữa anh thay mặt cho tập thể của tư vấn viên G-Connect, rất là cảm ơn Hiếu, rất là cảm ơn Tracy, thank you Tarek, và tất cả mọi người đã dành thời gian chiều ngày thứ sáu, hôm nay thứ bảy, xin lỗi, anh vẫn đang nghĩ là hôm nay là thứ sáu. Thứ bảy ngày hôm nay để tham gia cái sự kiện ngày hôm nay. Tarek, thank you sir for joining us. Thank you so much, it was really a pleasure, and stay safe everybody, and nice to see you all again. And, yeah, hopefully we'll catch up in person shortly. Anh chúc Hiếu đạt được những cái thành công trong cái định hướng sắp tới của mình. Anh cũng biết làm có một số cái định hướng, cũng như là chúc sức khỏe cho tất cả mọi người ngày hôm nay. Và các bạn nên nhớ là tư vấn viên của G-Connect sẽ luôn sẵn sàng để hỗ trợ các em học sinh, quý vị phụ huynh trong cái ngành dịch vụ mà đúng như cái tiêu chí mà chúng tôi gọi tên công ty của mình, G-Connect Hospital Education. Một lần nữa cảm ơn mọi người và xin chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn, bye bye.